chương 851-856, Đại Náo Hoàng Cung. chương 856, Đại Náo Hoàng Cung. Một con run dế tiểu quốc mà thôi. Cổ thiên tông sợ là vẫn sẽ không vì một cái tiểu quốc thì làm cái đó, huống chi. Ta chỉ mượn đao. Đông ly xích hoàng mỉm cười, nói kia thạch long đế quốc lão hoàng vẫn lo lắng đại nạn. Cho nên muốn muốn tiến hơn một bước, nghe nói kia hoang quốc thạch thành có bảo vật ta tin tưởng kia lão hoàng cũng sẽ hứng thú hoàng quốc cùng thạch long đế quốc sớm đã có ngăn cách sợ là chỉ cần có người ở chính giữa hơi chút làm những gì như vậy là đủ rồi ta hiểu lão giả gật đầu mắt hiện vui vẻ vậy giao cho ngươi thiên kiêu tranh bá sẽ thời gian nửa năm hy vọng nửa năm sau ta có thể nghe được tin tức tốt đông ly xích hoàng khuôn mặt hiện lên vui vẻ nói khi đó ta nếu là lần nữa đến thạch long đế quốc chỗ tốt kia, đem nhượng ta đạt đến một cái độ cao mới. Lão giả gật đầu, nói, vậy trước tiên chúc mừng thánh tử chiến thắng trở về mà về. Thạch long đế quốc đế đô long thành. Ánh nắng tươi sáng, bình tĩnh trên bầu trời, bỗng nhiên, ba bóng người xẹt qua trời cao. Ba bóng người hai đại một ít bao quanh cầu vòng, giống như phá không. Nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung. Chính là nơi này thời gian ngắn ba bóng người hàng lâm tại thạch long đế quốc bên ngoài hoàng cung một con kim sắc tiểu mi hầu rơi vào một cái động nhân thiếu nữ đầu vai ba bóng người chính đến đây đế đô long thành đỗ tiểu thanh đỗ tiểu yêu còn có tiểu hồ hoàng cung long khí tại này hoàng cung nội sao đỗ tiểu thanh nhìn liên tục hùng vĩ xanh vàng rực rỡ hoàng cung đối với trên đầu vai đỗ tiểu yêu hỏi hoàng cung long khí tự nhiên tại hoàng cung nghe nói đó là bảo vật một cái đế quốc đại vận làm hội tụ đỗ tiểu yêu liếc đỗ tiểu thanh nói người đến cùng muốn làm gì bọn họ đã không nỡ bỏ hoàng cung long khí vi ca ca tiếp theo sinh cơ ta đây sẽ phá hủy kia hoàng cung long khí ta nên vì ca ca hết giận đỗ tiểu thanh sưng mặt lên gò má tâm trung khí phẫn nàng muốn hủy rồi kia hoàng cung long khí đến chút giận người nói chúng ta làm như thế tên kia đến lúc đó có thể hay không bão nổi a à? Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt chuyển vòng, có chút bận tâm. Ca ca nhất định là nhìn đại công chúa mặt mũi của. Cho nên khi sơ mới không có cưỡng cầu này hoàng cung long khí. Hiện ở đó đại công chúa vậy vô tình, nhớ lúc đầu còn vẫn muốn đi theo ca ca. Để làm chi còn muốn cho nàng mặt mũi a? À? Đỗ Tiểu Thanh giận dữ, nàng tuy rằng không hiểu rõ lắm. Nhưng là cũng có thể cảm giác được lúc trước đại công chúa trình thắng nam cùng ca ca quan hệ cho nên lúc này càng cho hơi vào phẫn. Được rồi, hoàng cung long khí thế nhưng bảo vật không biết mùi vị thế nào. Đỗ tiểu yêu ta ta cười, nụ cười kia rõ ràng là không có hảo ý. Hoàng cung trọng địa, người nào như vậy càn rỡ. Theo đỗ tiểu thanh, đỗ tiểu yêu, tiểu hồ ba người xuất hiện ở trước hoàng cung không gian. Nhất thời hoàng cung nội, có mười mấy mặc áo giáp hoàng cung bảo vệ vọt ra, khí thế ác liệt. Quát đỗ tiểu thanh ba người. Lan đi xuống tiểu hồ hét lớn một tiếng tiếng gầm giống như gào thét mang không gian khí lãng ba động còn như tạc nổ lôi vang vọng tứ phương chỉ một thoáng từ nhỏ hồ thể nội đáng sợ một cỗ uy áp kinh khí còn như lốc xoáy bão táp tịch quyển mà ra quét ngang hướng về phía hoàng cung mà đi chấn động cả cái hoàng cung cũng ở đây run rẩy tiểu hồ thực lực bây giờ đã đến đáng sợ tình trạng phanh 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 mười mấy cái hoàng cung bảo vệ tại tiểu hồ này hét lớn một tiếng chung trực tiếp bị chấn vỡ. Thành huyết vụ, thạch long đế quốc quân hoàng, đi ra cho ta. Đỗ tiểu thanh quan sát hoàng cung thâm sử, khẽ kêu âm thanh khắp cả cái hoàng cung. Vang vọng cả cái đế đô long thành. Hình như là có người ở sông hoàng cung. Có cường địch hàng lâm. Kinh người động tĩnh hạ, đế đô rung động, có nhân nhao nhao trào trên đường phố đầu. Tề tụ hoàng cung phương hướng mà đi vù vù, cơ hồ là cùng lúc đế đô long thành các nơi. Có không ít vương hầu khí tức dũng động theo dõi mà tới. Siêu siêu, cùng lúc hoàng cung nội có mảng lớn thân ảnh nhảy lên giữa không trung. Mảng lớn khí tức dũng động đại đa số đều là mạch linh cảnh cùng ngũ tinh linh phù sư tu vi khí. Tức chờ cấp khí tức không ít nhưng không nhiều. Một cái đế quốc tuy rằng võ hầu cảnh không phải ít này chút võ hầu cảnh tu vi đại bộ phận đều là bên ngoài chấn thủ. Hoàng cung nội không có quá nhiều. Không biết là phương nào cường giả đến đây ta thạch long đế quốc. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hoàng cung thâm sử. Có một bóng người bao vây lấy đạm kim sắc quang mang lướt tới. Vô hình trung tự có một cỗ uy áp lan tràn. Thân ảnh một cái lắc mình liền tái hiện hoàng cung trời cao kia đạm kim sắc quang mang chung một cỗ nồng nặc bằng bạc khí tức lan tràn, tựa hồ là có thể cùng hoàng cung tương liên. Còn như cự long hàng lâm, đây là một cái 80 tuổi bộ dáng lão giả, mái tóc dài màu đen xõa vai. Có vài tóc dài màu vàng kim vô cùng đáng chú ý, song đồng thâm thúy, bà quang nhộn nhạo. Như bao la đại hải, gặp qua ra ra, hoàng cung nội, sau đó có đến nhân lướt không, trước một cái động nhân nữ tử chính nhị công chúa Trình Diễm, bên cạnh một cái hơi mập thanh niên. Chính là tam hoàng tử Trình Siêu, nhìn thấy lão giả kia, hai người tôn kính hành lễ. Lão giả chính thạch long đế quốc lão hoàng trình phạm thị. Ánh mắt nhìn trước trống không hai bóng người cùng vẫn kim sắc tiểu mi hầu. Cảm giác thanh niên áo bào đen kia cùng mạn rượu thiếu nữ thể nội lan tràn mà ra khí tức. Ánh mắt kích lên ba động. Là nàng, trình diễm nhìn đỗ tiểu thanh cùng đỗ tiểu yêu. Tại Thiên Vũ Học Viện thời gian liền đã từng thấy qua, tự nhiên là biết. Siêu siêu, thời gian ngắn, đế đô các nơi, có đến 10 đạo thân ảnh trước sau lướt tới. Vương Hầu khí tức dũng động. Trước sổ nhân, chính trấn Bắc Vương, trấn Nam Vương, trấn Đông, Đông Vương chờ Vương Già. Còn có Âu Dương Lăng chờ cũng ở đây trong đó. Mắt nhìn đỗ tiểu thanh ba cái, trấn Bắc Vương chờ sắc mặt nhất thời vô cùng kinh ngạc biến hóa. Ngoại trừ tiểu hổ hình dạng ở ngoài, đỗ tiểu thanh cùng đỗ tiểu yêu. Bọn họ tự nhiên đều là biết. Người chính là Thạch Long đế quốc quân hoàng. Đỗ tiểu thanh mắt nhìn lão hoàng trình phạm thị trong tròng mắt thần sắc lạnh lùng. Ta chính là Thạch Long đế quốc tiền nhiệm quân hoàng. Trình phạm thị ánh mắt vi ngưng, thiếu nữ trước mắt, hắn cũng từng theo dõi đã đến. Biết kỳ lai lịch, đối với đỗ tiểu thanh nói, ta biết ngươi người thần dũng vương đỗ thiếu phủ muội muội không biết hôm nay đến đây có chuyện gì lão hoàng cũng kém không đúng đỗ tiểu thanh nhìn thẳng lão hoàng trình phạm thị nói giao ra hoàng cung long khí bằng không hôm nay ta đem này hoàng cung san thành bình địa cái gì theo đỗ tiểu thanh thoại âm rơi xuống bốn phía giữa không trung mọi người không khỏi là trợn mắt hốc mồm vì đó dùng mình trấn bắc vương trấn nam vương trấn đông vương chờ cũng là hai mặt nhìn nhau hoàng cung lòng khí đế quốc đại vận chỗ không thể giao cho bất luận kẻ nào tiểu cô nương xem ở ca ca ngươi thần dũng vương phần bên trên các ngươi đi thôi trình phạm thị lão thái trên mặt mắt sáng như đuốc muốn hoàng cung long khí chẳng khác gì là muốn tiêu diệt kia một quốc gia thân là thạch long đế quốc lão hoàng hắn đại biểu cho một quốc gia uy nghiêm chỗ tất nhiên là không thể cúi đầu nhưng hắn cũng biết thiếu nữ trước mắt thực lực và lai giả bất thiện vừa mới xuất thủ diệt sát mười mấy cái thị vệ đã đại biểu tới ý chủ nhân ta vì thạch long đế quốc lập được công lao thạch long đế quốc nhưng là không vì chủ nhân ta hoàng cung long khí tiếp theo bên trên sinh cơ như vậy hoàng cung long khí muốn có ích lợi gì hủy chi tiểu hồ tiến lên thuần túy đen như nước sơn trong hai con ngươi lan tràn xuất bá đạo ác liệt hung mãnh, án uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Làm cho bốn phía thân ảnh run rẩy. Lão Hoàng Trình Phạm Thị cũng theo đó nghi kỵ cảm giác được kiêng kỵ, hắn cũng mới xác định. Thiếu nữ trước mắt cùng hắc bào thanh niên, vì đã sớm chết đi đỗ thiếu phủ mà tới. Thần Dũng Vương vì đế quốc lập được công lao hiển hách, đế quốc ghi khác. Hoàng cung Long khí chính là một quốc gia chi vận, tại vô pháp giao ra. Gia coi như là thần dũng vương còn trên đời hắn cũng có thể lý giải huống chi lúc trước thần dũng vương lý giải lão hoàng trình phạm thị nhìn đỗ tiểu thanh cùng tiểu hổ nói thiếu nữ trước mắt cùng thanh niên nhượng hắn kiêng kỵ nguyên lai like, nhà đầu kia là vì thiếu phủ mà đến nên tới trung quy tới rồi trấn bắc vương con mắt động đứng bên người tạ gia cường già tạ phỉ bóng hình xinh đẹp cũng ở đây trong đó đôi mắt đẹp vi động tịnh yên lặng nhìn nhìn Kakata đã không ở, ngươi còn bắt ta Kaka -ka nói sự tình, thật coi Kakata dễ bắt nạt sao? Đỗ Tiểu Thanh giận dữ, chỉ là lão hoàng trình phạm thị, lạnh lùng quát lên. Tối hậu hỏi ngươi một lần, giao ra hoàng cung long khí. Hãy để cho ta đem này hoàng cung san thành bình địa. Tiểu cô nương, này thạch long đế quốc đế đô, hoàng cung trọng địa. Ngươi tuy rằng thực lực bất phàm, sợ là còn chưa đủ để, nể mặt thần dũng vương, trở về đi lão hoàng trình phạm thị nói như đuốc trong ánh mắt nhộn nhạo ba động tuy rằng thiếu nữ trước mắt cùng thanh niên bất phàm này hoàng cung lão hoàng trình phạm thị cũng không sợ sàn bằng này cẩu dám hoàng cung là tốt rồi tiểu hồ quát lên thân ảnh ngang nhảy qua không gian tiến lên lớn mật tiến lên một bước giết không tha có hoàng cung thị vệ thống lĩnh nhảy ra hắn là võ hầu đã bán vương chi cảnh thân là hoàng cung thị vệ thống lĩnh địa vị cực cao một thân ác liệt con kiến hôi tiểu hổ trầm thanh vừa quát thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo hắc sắc cầu vòng khí tức bỗng nhiên bạo phát đó là một cỗ đáng sợ ác liệt bá đạo khí tức làm cho lòng người trung đại chấn khí tức bạo phát gây nên chu không đất trời hòa ca không được lão quân hoàng tự hồ là cảm thấy cái gì bỗng nhiên sắc mặt đại biến ầm Hết thầy quá nhanh, mau vượt quá mọi người tưởng tượng. Thanh niên áo bào đen kia nhanh như thiểm điện xuất hiện ở thị vệ kia thống lĩnh trước người. Mắt lộ ra hung mang, sát phạt ác liệt, giơ tay lên, một quyền trực tiếp oanh ra. Phanh phanh phanh, thị vệ kia thống lĩnh, bán vương chi cảnh căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Một quyền bị oanh, thân thể nhất thời liên tiếp nổ tung ra, cả người hóa thành huyết vụ. Tối hậu ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, chết không nhắm mắt bốn phía mọi người khiếp sợ vì đó hoảng hốt kia thanh niên thần bí mới một quyền mà thôi một cái bán vương dĩ nhiên đã bị đánh giết lớn mật lão quân hoàng gầm lên vô pháp ẩn nhẫn thân ảnh bao quanh kim quang một đạo quyền ấn trong lúc mơ hồ có này long ngâm thanh âm truyền ra trực tiếp đánh phía rồi tiểu hổ mà đi một quyền này hư không run run một mảnh vàng rực quang xuất hiện đất trời bốn phía năng lượng dũng động uy thế khiến người ta sợ hãi. Cùng lúc đó tiểu hồ quyền đầu phát quang hắc sắc phù văn tràn ngập một đạo chảo ấn đối với chộp tới kia chảo ấn một chỗ hắc vụ dũng động sâu không lường được tựa hồ đủ để thôn nạp thập phương. ầm một quyền một chảo nhất thời ầm ầm một tiếng chạm vào nhau sau đó giữa không trung bộc phát ra kịch liệt ba động đạp đạp như vậy công kích tiểu hồ thân ảnh nhất thời lảo đảo về phía sau đẩy lui rồi sổ bước. Nhưng này lão hoàng trình phạm thị cũng thân thể lay động. Tuy rằng chiếm cứ một chút thượng phong hình dạng nét mặt già nua nhưng là vô cùng chấn động. Hống, tiểu hồ thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt hung quang kích xạ. Bỗng dưng thân ảnh hắc sắc phù văn lan tràn, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Một con hắc sắc cự hổ nhất thời chấn xí xoay quanh giữa không trung khổng lồ hắc hổ chiếm giữ, trên người răng đầy mực vảy màu đen. Còn như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, lại lộ ra một loại thâm thúy kim hoàng chi sắc. Song xí mang kim quang, trên người uy thế, tựa như là hồ tộc trí tôn. Thú hoàng sơ đăng, nhìn suy nghĩ trước đáng sợ kia hắc sắc cự hổ. Lão hoàng trình phạm thị ánh mắt đố kỵ ngưng trọng khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được kia mực hắc sắc cự hổ trên người có hồ tộc trí tôn khí tức nhưng là căn bản không nhìn ra kia mặc hắc sắc khủng bố cự hổ loại nào hổ tộc yêu thú hống hắc hổ rít gào chấn xí hắc sắc phù văn ngất trời mang lốc xoáy bão táp không gian khí lưu phô thiên cái địa tịch quyển trời cao mãnh hổ chụp mồi như hắc sắc lôi đình trùng kích vung lên hổ chảo bỗng nhiên vung lên hung hăng hướng về phía trình phạm thị xé rách mà đi một chảo này tựa như muốn muốn xé rách trời cao kèm theo bá đạo hung hãn ba động tịch quyền đem xung quanh không gian chấn đắc lung lay sắp đổ lên ken két hạ không hoàng cung biên giới mảng lớn kim sắc cung điện sinh sinh chấn vỡ mặt đất vết nứt tạc nổ mở thú hoàng cảnh sơ đăng còn chưa đủ lão hoàng trình phạm thị trầm quát thể nội khí tức không giữ lại chút nào dũng suất đó là võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong khí tức lật tay run lên ngưng kết thủ ấn tự có một cỗ quân hoàng uy nghiêm một đạo kim sắc trưởng ấn dũng suất răng đầy vô tận phù văn hoàng khí, trực tiếp đối tràng. Ầm ầm, chảo ấn trưởng ấn đối tràng, mảng lớn phù văn kích đãng. Mặc hắc sắc phù văn công kích kim sắc phù văn. Tại tia sáng chói mắt kích đãng, sau đó cấp kim sắc trưởng ấn vỡ vụn, chảo ấn lập tức tiêu tán. Xì xì xì, tiểu hổ khổng lồ hổ thể lần thứ hai đẩy lui, khí lãng ngập trời, hạ không mặt tạc nổ mở. Mảng lớn cung điện phá hủy. Đạp đạp. Lúc này đây, Lão Hoàng Trình Phạm Thị thân thể trực tiếp bị đẩy lui. Tự hồ là căn bản không có chiếm cái gì quá nhiều thượng phong. Lão Hoàng Trình Phạm Thị ánh mắt rất là ngạc nhiên. Hắn chấn kinh kia hắc hổ chỉ có võ hầu cảnh sơ đăng tu vi. Nhưng là có thể không kém hắn võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong. Kia hồ tộc trí tôn khí tức uy áp quá mức khủng bố. Oanh, ánh mắt ngưng trọng, Lão Quân Hoàng trong tay một thanh phù văn lóe lên chiến đao nắm trong tay, cường hãn khí tức khiếp người. Cơ hồ là muốn tràn ngập đầy tràn hư không? Này một thanh đỉnh cấp thượng phẩm đạo khí kia chiến đao phía trên lan tràn ra cổ lão khí tức. Cơ hồ là muốn vượt ra khỏi đạo khí tầng thứ, khí tức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Này chiến đao, lúc trước lão Hoàng Trình Phạm Thị theo đại luân giáo Đông Ly Xích Hoàng trong. Tay đoạt được, Đông Ly Xích Hoàng này chiến đao còn lại là tới tự khai minh thành chu diệt kia tam đại đế quốc trung ba cái hoàng giả có đỉnh cấp đạo khí sao đỗ tiểu thanh đi ra đến tiểu hồ trước người đối với tiểu hồ nói giao cho ta thì tốt rồi tiểu cô nương có thể hay không cấp ta một bộ mặt trấn bắc vương con mắt động tiến lên sổ bước muốn muốn ngăn cản đỗ tiểu thanh nhìn như muốn muốn ngăn cản đỗ tiểu thanh kỳ thực trấn bắc vương biết lão quân hoàng lợi hại còn có kia đỉnh cấp đạo khí huống chi này hoàng cung nội, không tầm thường, hắn biết rõ trong đó lợi hại. Hắn không muốn mấy cái này khí thịnh gia hỏa bị thương tổn. Đương nhiên, Trấn Bắc Vương cũng không hy vọng mấy tên này thực sự đem hoàng cung. Đem long thành san thành bình địa, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Thời khắc này Trấn Bắc Vương trong lòng, rất là phức tạp. Lão gia tử, ca ca ta tôn kính ngươi, ngươi ca ca thân nhân, ta tôn trọng ngươi, cho nên mời không nên ngăn cản ta ta là tới vi ca ca lấy lại công đạo. Đỗ Tiểu Thanh quay đầu lại nói với Trấn Bắc Vương. Nàng tất nhiên là biết Trấn Bắc Vương ca ca thân nhân. Trong lòng cũng vẫn duy trì một phần tôn trọng. Chương 852, 857, Kim Long Ngọc Tý. Chương 857, Kim Long Ngọc Tý. Tiểu Thanh, trong đám người có một bóng người xinh đẹp đi ra, mạn rượu đường cong dáng người khí chất cương tuyệt thanh lãnh, mắt to đôi mắt đẹp phóng một chút lãnh diễm. Sinh nhân chớ gần, lúc này nhìn đỗ tiểu thanh. Mắt to trong con ngươi xinh đẹp nhưng mang vui vẻ. Nàng là Âu Dương Sảng, đoạn thời gian này một mực đế đô vương phủ. Chỉ là kia mạn rượu thân thể, so với trước kia tới, muốn tiêu gầy không ít. Sảng tỷ tỷ ta tới vi ca ca đòi một cái công đạo, ngươi không nên ngăn cản ta. Đỗ Tiểu Thanh nói với Âu Dương Sảng ta cũng không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Âu Dương sảng gật đầu, bóng hình xinh đẹp đứng ở một bên. Nàng tự biết bản thân vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp tham dự. Sảng tỉ tỉ, chúng ta đây một hồi nói nữa. Đỗ Tiểu Thanh nói với Âu Dương sảng hết, sau đó uốn người nhìn lão Hoàng Trình Phạm Thị. Thuần khiết xong đồng bên trong, thanh sắc quang mang bên trong. Bắt đầu có xích hồng quang mang tự thể nội lan tràn giống hỏa diễm đang nhảy nhót một loại từng cỗ một kinh khủng thanh hồng quang mang nhất thời. Tự thể nội lan tràn mà ra, ầm ầm, đáng sợ khí tức tịch quyển, sóng năng lượng tựa như là núi lửa muốn muốn phun trào mà ra. Một cỗ kinh khủng uy áp nhất thời hàng lâm một phe này cổ lão thiên địa. Thời khắc này, cảm giác đỗ tiểu thanh trên người kia một cỗ đáng sợ khí tức. Lão quân hoàng trình phạm thị già nua trên mặt nhất thời ngưng trọng chấn kinh thú hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong. Trình phạm thị trấn kinh, thời khắc này đỗ tiểu thanh thể nội. Hơi thở kia đã đến thú hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong. Hầu như cự ly thú hoàng cảnh bỉ ngạn chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. kia một cỗ uy áp khí tức trung kèm theo ngập trời hơi thở nóng bỏng. Đem không gian xung quanh bên trong không khí toàn bộ bốc hơi thành hư vô bạch sắc yên vụ. Bốn phía sinh linh đều là gia sinh đau, ở đó hơi thở nóng bỏng hạ, linh hồn đều đều phải cháy rồi hừ đỗ tiểu thanh trong miệng lạnh rên một tiếng một tay chém ra cuồn cuộn liệt diễm kèm theo ngập trời phù văn còn như núi lửa phun trào nhất thời bao phủ trình phạm thị mà đi kia liệt diễm phun trào hỏa diễm nhiệt độ cao khiến người ta phủ phục sáng tỏ đau linh hồn cũng muốn khô héo trình phạm thị sắc mặt trấn kinh kia khí tức nhượng hắn cảm giác được một cỗ cự đại nguy hiểm trong tay chiến đao nhất thời chém ra một mảnh đao mang tịch quyển hướng về phía thanh hồng liệt diễm. Cuồn cuộn liệt diễm lấy một loại quỷ dị tư thái cùng tốc độ. Bỗng nhiên đem một mảnh kia đao mang bao quanh, hình thành một mảnh nóng bỏng hỏa hải. Lấy một loại đáng sợ uy thế, đem kia mảng lớn vô cùng ác liệt lợi hại đao mang trực tiếp thiêu. Đốt thành hư vô, suy lạp, hỏa hải bên trong, đỗ tiểu thanh bóng hình xinh đẹp lướt ra, đầu ngón tay bên trong một đạo thủ ấn dường như xuyên qua không gian nhất thời xuyên qua trình phạm thị chiến đao lấy cự đại uy áp trần áp bốn phía sau đó bôn lôi rơi vào lão hoàng trình phạm thị trên người hoàng khí hộ thể bỗng nhiên biến hóa nhượng trình phạm thị ở đó đỗ tiểu thanh uy áp hạ cảm giác được linh hồn cũng ở đây run rẩy sắc mặt bỗng nhiên đại biến thể nội vô hình chung một cỗ khí tức câu thông hoàng cung một cái kim sắc hình rồng hư ảnh nhất thời uốn lượn xoay quanh tại quanh thân bên ngoài thân si lạp đỗ tiểu thanh thủ ấn hạ xuống kim sắc hình rồng hư ảnh nhất thời run rẩy sau một lát mới bị thủ ấn trung liệt diễm trung phù văn phá hủy thủ ấn thời khắc này toàn bộ tiêu tán hoàng cung long khí hộ thể đỗ tiểu yêu thời khắc này đơn độc trôi nổi ở giữa không trung nhìn trình phạm thị bên ngoài thân tiêu tán kim long hư ảnh song mâu hơi ba động đạp đạp Trình Phạm Thị tuy rằng chống đỡ hạ Đỗ Tiểu Thanh một kích, nhưng là tại vừa đối mặt liền lảo đảo về phía sau đẩy lui, có chút già nua trên mặt. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Thật mạnh, bốn phía ngắm nhìn Vương Hầu khiếp sợ, đều biến sắc. Cô gái kia thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Ầm, đột nhiên, hoàng cung thâm sử run lên, đó là kim long điện chỗ phương hướng. Bắt đầu dâng lên kim sắc dáng lành, giống như cả cái đế đô long thành đều sống rồi. Không gian không ngừng rung động, một cỗ uy thế lớn lao liên tiếp thiên địa lan tràn mà tới. Lập tức, hoàng cung thâm sử, một bóng người nhảy ra. Cả người long bào hơi mập trung niên nhảy lên giữa không trung trôi nổi. Kim quang dáng lành bao phủ toàn thân, trong lúc mơ hồ có kim sắc long ảnh vòng quấn. Ba động quân hoàng chi uy, gặp qua trình hoàng theo thân ảnh kia xuất hiện, nhất thời bốn phía vô số hoàng cung thân ảnh hành lễ. Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ cũng không ngoại lệ, cúi đầu hành lễ. Đó là trình hoàng, tọa trấn hoàng cung, chưa từng rời mở. Ngay cả lúc trước tam đại đế quốc phạm cảnh, cũng là lão hoàng đứng ra. Thời khắc này, trình hoàng trôi nổi giữa không trung, kiêu uy thế liên tiếp thiên địa. Tự hồ là trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại thiên địa đại thế có thể trấn áp hết thảy. Nể mặt thần Dũng Vương, cô nương, ngươi đi đi. Bằng không đừng trách bổn hoàng không khách khí. Trình hoàng mở miệng, thanh âm tự có một cỗ nhiều uy nghiêm. Làm cho cả cái đế đô long thành rung động. Xem ra, ngươi chính là thạch long đế quốc quân hoàng rồi, bọn ngươi khi lấn ca ca ta. Ta ngược lại muốn xem xem vậy ngươi làm sao không khách khí. Đỗ tiểu thanh bĩu môi, mắt nhìn kia trình hoàng khí tức trên người trong lúc mơ hồ cũng có chút kiêng kỵ kia khí tức không giống tầm thường đó không phải là kia trình hoàng khí tức trên người mà là một loại thiên địa đại thế là một loại quân hoàng chi khí liên tiếp thiên địa cô nương vậy đừng trách ta không khách khí vì cả cái đế đô không bị ngươi đồ than sinh linh ta chỉ có trước bắt ngươi trình hoàng con mắt động trong khi chớp con mắt có một loại đặc biệt kim sắc quang mang tại trong mắt lấp lóe cùng lúc đó thể nội phát ra kim quang, câu thông này hoàng cung nội một cỗ lực lượng đáng sợ. Dường như một ngọn núi lửa phun trào. Ngao, o o, kia lực lượng tối hậu hóa thành một cái kim sắc cự long, cả vật thể kim hoàng. Khổng lồ mấy trăm trượng, cự long hư ảnh uy nghiêm hung ác dữ tợn, kim mang vạn trượng. Kèm theo một cỗ thiên địa đại thế, làm cho cả cái đế đô long thành run rẩy hàng tỷ sinh linh run dày kịch liệt tối hậu thẳng lướt đỗ tiểu thanh mà đi hoàng cung long khí chi uy trấn bắc vương chờ vương hầu động dung đó là hoàng cung long khí đó là thạch long đế quốc đáng sợ nhất chi vật đó là hội tụ một quốc gia khí vận vô số người tín ngưỡng làm ngưng tụ đó là thiên địa đại thế chi uy đỗ tiểu thanh bước liên tục tiến lên một bước nổi giận liên tại dưới chân thành hình Nóng bỏng cuồn cuộn, cả người thánh khiết yêu mị, mờ ảo linh động. Xuất trần như lửa trung tiên tử, phất tay một cỗ cự đại thanh hồng hỏa diễm. Lập tức hội tụ thành một con thanh hồng cự điểu hư ảnh chấn xí nổi lên. Trong sát na, một cỗ kinh khủng uy áp, nhất thời hàng lâm vùng thế giới này. Kia thanh hồng cự điểu hư ảnh dáng như loan như phượng hoàng như hạc, một chân mà đứng. Xích văn thanh chất mỏ trắng, toàn thân đều là hồng sắc ban văn cùng thanh sắc lộng lẫy linh vũ bao trùm, giờ khắc này, chu không vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt. Vào lúc này kia như loan như phượng, hoàng như hạc thanh hồng cự điểu uy áp hạ. Mọi người mạch hồn nhịn không được run rẩy kịch liệt, thực lực thấp một chút, trực tiếp bị đè ép muốn nằm dạp trên mặt đất. Tất phương thần điểu, tất phương thần điểu. Đồn đại đỗ tiểu thanh tất phương thần điểu bản thể, xem bộ dáng là thực sự. Tất phương thần điểu, đó là thượng cổ thần điểu a bốn phía có lão vương chấn kinh kia hư ảnh tất phương thần điều đó là thượng cổ thần cầm trong truyền thuyết đáng sợ thần điều phần phật tất phương hư ảnh chấn xí sau đó trực tiếp nghênh hướng kim long hư ảnh sau đó há mồm trong miệng cuồn cuộn liệt diễm kèm theo ngập trời phù văn còn như núi lửa phun trào mà ra kia hỏa diễm hạ nhiệt độ cao khiến người ta linh hồn cũng ở đây run rẩy tạo thành một mảnh nóng bỏng hỏa hải lưỡng đạo hư ảnh va chạm vào nhau phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhượng mảnh này bắt ngát hoàng cung hư không nổ vang không ngừng mãnh liệt mãnh liệt run dày. Thời khắc này nếu không phải này hoàng cung thâm sử có đại trận thủ hộ, sợ là ngay lập tức sẽ muốn nổ tung. Như vậy đối chàng bốn phía vương hầu liên tiếp rút lui sắc mặt trắng bạch Đáng sợ kia đối chàng chấn động vương hầu thần hồn rung động kia uy năng quá mức kinh khủng tất phương thần điểu hư ảnh cùng kia kim long hư ảnh đang nhanh chóng biến ảo động tác. Giống như vật sống, không ngừng thúc giục thú năng đụng vào nhau. Hư ảnh tung bay, kim long giết gào quay cuồng, tất phương thần cầm chấn xí. Không ngừng giao kích kim quang vạn trượng, hỏa diễm lật lên sóng lớn. Xì xì xì, sau một lát, lưỡng đạo hư ảnh như muốn là đồng thời tiêu tán. Đỗ tiểu thanh bóng hình xinh đẹp thân thể lảo đảo về phía sau đẩy lui rồi sổ trượng sắc mặt hơi tái nhợt đáng sợ kia kim long mang một loại thiên địa đại thế ở chỗ này chiếm hết thiên thời địa lợi đỗ tiểu thanh bị áp chế ở hạ phong trình hoàng thân thể lay động chiếm cứ thượng phong này hoàng cung trình hoàng tự có hoàng cung long khí vận dụng đừng nói là thú hoàng cảnh bỉ ngạn đình phong tu vi người coi như là mạnh hơn cường giả đến đây có hoàng cung long khí tại chỉ cần tại hoàng cung nội hắn tự có thiên hữu Hoàng cung long khí, bảo bối tốt. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt phát quang, kia cảm thấy hoàng cung long khí khí tức đó là trọng bảo. Nếu là có thể nuốt kia hoàng cung long khí, đối với nó đều có cự đại chỗ tốt. Thực lực không tầm thường, này hoàng cung trọng địa, không tới phiên bất luận kẻ nào ngang ngược. Trình Hoàng trong mắt lấp lóe uy nghiêm kim mang, đột nhiên hư không run lên. Một quả kim quang dạng rỡ con dấu xuất hiện ở trước người con dấu phía trên, có kim long chiếm giữ, kim sắc quang mang. Giống như một vòng rượu nhật bốc lên. Ngao, o o. Theo này con dấu xuất hiện, có long ngâm âm thanh khắp, lộ ra một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Con dấu hào quang bốc lên, rắt động thiên địa, uy áp lan tràn cả cái đế đô long thành. Còn đang hướng bốn phía tán đi. Kim long ngọc tý Hết thảy vương hầu chấn kinh, đó là hoàng cung kim long ngọc tỷ, ẩn chứa một quốc gia đại vận hội tụ một quốc gia tín ngưỡng chi lực, hoàng cung long khí tẩm bồ. Đây tuyệt đối là một món đáng sợ bảo vật. Thời khắc này, kia kim long ngọc tỳ lan tràn quang huy, bao phủ trình hoàng. Nhượng trình hoàng khí tức trên người càng phát ra đáng sợ, như là có thể cùng đất trời hòa ca. Hoàng cung long khí bao quanh, hình thành một cỗ trí cường bằng bạc lực lượng. Kiều uy áp hạ, đỗ tiểu thanh cùng tiểu hồ bắt đầu ngưng trọng. Thật mạnh bảo vật ta giống như đều ăn không hết đỗ tiểu yêu con mắt động kia có thể cảm giác được kia bảo vật ẩn chứa trí cường lực lượng cực. Độ đáng sợ kia con dấu lan tràn mà ra bằng bạc lực lượng. Nhượng kia tựa hồ cũng khó mà nuốt chửng Chương 853, 858, nghênh ngang mà đi. Chương 858, nghênh ngang mà đi. Đi, Trình Hoàng trầm quát trong tay kim long ngọc tỷ ném ra, hoàng cung long khí ba động. Trực tiếp tịch quyển hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh mà đi kim long ngọc tỳ ngưng tụ một quốc gia kéo dài kéo dài khí vận thạch long lịch đế quốc thay quân hoàng không ít này kim long ngọc tỳ nhưng là chỉ có này một quả thụ lịch đại thạch long đế quốc hàng tỷ quốc dân làm tế điện hội tụ đế quốc long mạch chi khí kim long ngọc tỳ hấp thu hoàng cung long khí tẩm bổ cho nên có một loại lực lượng thần bí có vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung đây tuyệt đối là một món trọng bảo cao hơn lên phẩm đạo khí còn nặng hơn bảo nhiều lắm Kim Long Ngọc Tì không phải khí phủ sư có thể luyện chế ra tới. Lợi hại hơn nữa khí phủ sư có thể luyện chế ra Kim Long Ngọc Tì hình. Nhưng là vô pháp luyện chế ra Kim Long Ngọc Tì thần hồn bí lực. Kia cần vô số năm tầm bổ cùng một quốc gia khí vận hội tụ mới có thể có như vậy uy áp. Ngao, o o, Kim Long Ngọc Tì tịch quyển hướng đỗ tiểu thanh. Trong lúc mơ hồ tựa hồ là có sáu cái kim sắc cự long hư ảnh gia trì, đồng thời lướt động hoàng cung long khí cuồn cuộn ẩn chứa muôn đời uy năng đại thế bài sơn đảo hải tựa như muốn muốn tiêu diệt tứ phương sinh linh Đỗ Tiểu Thanh lần thứ hai xuất thủ, mảng lớn thanh hồng liệt diễm tịch quyển mà ra. Phô thiên cái địa dâng tới Kim Long Ngọc Tý. Chỉ là thời khắc này, Kim Long Ngọc Tý uy áp cuồn cuộn, thụ thiên địa bảo hộ. Kéo vạn cỗ đại thế uy áp, thiên thời địa lợi, trực tiếp đem Đỗ Tiểu Thanh bước lui. Hống! tiểu hổ rít gào, tiếng quát như sấm, khổng lồ thân thể hắc sắc phù văn dũng động. Cùng đỗ tiểu thanh cùng nhau cộng đồng chống đỡ kim long ngọc tý. Ngao, o, o. Kim long ngọc tí bên trên, sáu cái kim long hư ảnh gia trì, cộng thêm tiểu hồ. Chiếu dạng bị bức lui. Bốn phía hư không vặn vẹo, cả cái đế đô long thành rung động. Kia mông mông hoàng cung long khí, vô tận dáng lành kích đẳng, cực kỳ kinh người. ầm. Bỗng dưng, một cỗ khí tức kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế. Một cỗ trói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương tạc nổ mở. Mang cho người ta một loại không gì so nổi cảm giác áp bách. Ngay đỗ tiểu thanh cùng tiểu hồ đẩy lui. Một con toàn thân óng ánh sáng long lanh cự đại kim sắc viên hầu đột nhiên xuất hiện. Ngao, o o. Kim sắc viên hầu rít gào, óng ánh sáng long lanh quanh thân bao vây lấy hào quang song mâu linh động còn như trời sinh linh đồng cúi ngắm thế gian hết thảy ầm ầm kim sắc viên hầu bỗng nhiên đấm ra một quyền mông mông quang huy giống như thiên địa sơ khai nắm đấm trước không gian mơ hồ cùng vặn vẹo như là có thể quét ngang tứ phương trấn áp hết thảy một quyền này trực tiếp chống đỡ hạ kia kim long ngọc tý đem sinh sinh ngăn trở ở rồi hư không thời khắc này kia kim sắc cự đại viên hầu giống một tôn thiên địa trí tôn tới tự thiên địa sơ khai, mông mông chi khí làm cho bốn phía chính tại vây xem sinh linh. Không khỏi là sắt sắt run run. Đồ chơi này trọng bảo, một quốc gia khí vận cùng hoàng cung long khí tẩm bổ Ẩn chứa tối bàng bạc hoàng cung long khí cùng thần bí thiên địa bí lực thụ thiên địa bảo hộ. Tại đây hoàng cung, chúng ta không làm gì được, rời đi trước hoàng cung. Kim sắc viên hầu quay đầu lại đối với đỗ tiểu thanh cùng tiểu hổ nói. Kim sắc song đồng vi ngưng hừ đỗ tiểu yêu lạnh rên một tiếng sau đó thân ảnh lui ra thủ ấn ngưng kết một mảnh ngập trời thanh hồng liệt diễm tịch quyền hạ không hoàng cung xì 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 bỗng nhiên hoàng cung bốn phía liệt diễm cuồn cuộn mảng lớn cung điện bị san thành bình địa hóa thành cho tàn chỉ có hoàng cung thâm sử có đại trận bảo hộ tại chống đỡ liệt diễm hống tiểu hổ thấy thế thân hình khổng lồ lui về phía sau cùng lúc trấn xí tịch quyền hổ trảo vung kích đáng sợ khí tức nhộn nhạo, mảng lớn hoàng cung sụp đổ, mặt đất dạn nứt. Trong nháy mắt địa chấn chút xuống sụp đổ. Lui, nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồ đã lui ra phía sau. Đỗ Tiểu Yêu một quyền bạo phát không hiểu uy áp đối chàng Kim Long Ngọc Tý. ầm trầm thấp trầm đục ở trên không vang vọng truyền ra tiếng gầm len keng chấn động. Phô thiên phù văn cùng năng lượng phô thiên cái địa lan tràn năng lượng đáng sợ nhượng bốn phía con ngươi có rút nhanh, hư không vặn vẹo tạc nổ mở. Hưu u u. Thừa cơ trong lúc đó, Đỗ Tiểu Yêu thân thể về phía sau hóa thành kim sắc lôi đình lui nhanh. Nháy mắt thoát ly đến bên ngoài hoàng cung xa xa. Kim Long Ngọc Tỳ thu hồi, Trình Hoàng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt làm coi. Ngoài hoàng cung vây, đã bị Đỗ Tiểu Thanh cùng kia hắc sắc cự hổ san thành bình địa. Theo Thạch Long đế quốc khai quốc tới nay, Thạch Long đế quốc còn chưa từng có chịu qua như vậy đà kích. Kia con giấu bảo vật quá mạnh mẽ. Đỗ tiểu thanh bóng hình xinh đẹp đến đỗ tiểu yêu bên cạnh, không linh đôi mắt đẹp vi ngưng. Kia trên con dấu khí tức để cho nàng hiện tại không làm gì được. Yên tâm, chỉ cần chúng ta tại bên ngoài hoàng cung. Coi như là kia con dấu không làm gì được chúng ta. Sợ là bọn họ căn bản không dám xuất hoàng cung. Đỗ Tiểu Yêu khẳng định nói, hết thảy đều khó mà chạy trốn nó theo dõi, này thiên phú của nó. Đáng tiếc không thể hủy rồi kia hoàng cung long khí vi tam thiếu chút giận. Tiểu hổ hóa trở về hình người, thuần túy đen như nước sơn thâm thúy song mâu lộ ra hung quang. Đỗ Tiểu Thanh, các ngươi đại náo Thạch Long đế quốc đế đô, hủy ta đế quốc hoàng cung. Này đại biểu hoang quốc muốn cùng ta Thạch Long đế quốc khai chiến sao? trình hoàng xa xa nhìn đỗ tiểu thanh trên người hoàng cung long khí xoay quanh quân hoàng uy áp lan tràn nhìn bị san thành bình địa ngoài hoàng cung vây trong lòng cũng vì đó giận dữ không ngớt này quốc nhục thạch long đế quốc theo khai quốc đến nay chưa bao giờ có quốc nhục nhưng là phát sinh ở hắn tại vị hôm nay lúc trước nếu không phải là ta thiên hạ hội thiên thú điện tương trợ ca ca dẫn dắt cường giả chạy tới thạch long đế quốc hôm nay đã sớm sụp đổ rồi nếu như Hoang Quốc bây giờ cùng Thạch Long Đế Quốc khai chiến. Thạch Long Đế Quốc căn bản không đỡ nổi một đòn. Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu theo Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long trong miệng. Cũng biết khai minh thành đại chiến việc. Tối hậu Thạch Long Đế Quốc cả nước Đại Khánh đều không nhắc tới đã đến ca ca. Thời khắc này nhớ tới, Đỗ Tiểu Thanh càng giận dữ, thay ca ca bất bình. Nghe Đỗ Tiểu Thanh, Trình Hoàng, Lão Hoàng Trình Phạm Thị các loại đều là sắc mặt thanh hồng biến hóa, trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Trình Hoàng cùng lão hoàng Trình Phạm thị sâu biết, nếu thật Hoang quốc bây giờ cùng Thạch Long đế quốc khai chiến, Thạch Long đế quốc thật là khó mà đối kháng, đặc biệt trước mắt ba vị khủng bố chi chủ, đủ để quét ngang hết thầy, vẫn giết đến hoàng cung. Có con dấu, không bảo vệ được một đời, thiên kiêu tranh bá sau đó ta sẽ trở lại. Hoàng cung long khí, Thạch Long đế quốc không để lại đỗ tiểu thanh khẽ kêu trầm đạo kia con dấu quá mạnh chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đối phó để đô long thành vô số ánh mắt nhìn kia ba bóng người nghênh ngang mà đi Tái nhìn kia mảng lớn bị san thành bình địa hoàng cung một mảnh lặng im một đám vương hầu không nói kia đỗ tiểu thanh ba cái thực lực căn bản không phải vương hầu có thể chống lại tiểu thanh các ngươi muốn đi thiên kiêu tranh bá sẽ một lát sau trấn nam vương bên trong phủ một chỗ trong thiên điện âu dương sảng đối với đỗ tiểu thanh đỗ tiểu yêu tiểu hồ ba người hỏi ân ta muốn đại biểu ca ca đi đỗ tiểu thanh đối với âu dương sảng gật đầu nói chúng ta một hồi liền xuất phát bằng không sợ là không kịp chạy tới mang ta cùng đi chứ ta đã lâu không có đi ra chính tốt cùng các ngươi cùng nhau âu dương sảng nói với đỗ tiểu thanh Sảng tỷ tỷ, nghe nói kia phong ấn cổ địa bên trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Chính là đại hung chi địa. Đỗ Tiểu Thanh lo lắng, Âu Dương Sảng Tu Vi còn đang võ hầu cảnh, tới đó mặt đi. Sợ là sẽ phải vô cùng nguy hiểm. Có các ngươi tại, lẽ nào ta còn sẽ quá lớn nguy hiểm sao? Âu Dương Sảng mỉm cười, dung nhan tuyệt thế động nhân, chỉ là hơi mang tiểu tụy. Mất đi ngày xưa thần thải. Chuyện này. Đỗ Tiểu Thanh do dự, sau đó nhìn Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hồ. Không biết nên như thế nào quyết định, nàng cũng không hướng Sảng tỷ tỷ đến lúc đó gặp nạn. Đừng xem ta, nàng cũng không có hỏi ta. Đỗ Tiểu Yêu trắng Đỗ Tiểu Thanh một cái, trực tiếp đi tới một bên. Âu Dương Sảng nhìn Đỗ Tiểu Thanh, mắt to đôi mắt đẹp hiện lên gợn sóng, nói: "Tiểu Thanh. Vậy ngươi thực sự không tính toán mang ta đi sao?" nếu là ngươi không mang theo ta đi ta đây cũng chỉ có thể tự mình đi rồi nhìn âu dương sảng kiêm mắt to đôi mắt đẹp nghe vậy đỗ tiểu thanh cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói được rồi vậy cùng đi chứ linh vực thiên quyền điện sương mù không gian bên trong ngồi xếp bằng tử sắc nhuyễn giáp thân thể quanh thân nhộn nhạo kim sắc quang mang còn như từng cái rắn nhỏ màu vàng xuyên qua bất định hô sau một lát, đỗ thiếu phủ thủ ấn ngưng kết trên người kim mang xuyên qua đi vào. Sau đó một ngụm chọc khí phun ra. Chương 854, 859, thạch đầu đi theo. Chương 859, thạch đầu đi theo. Song mâu mở ra, trong mắt tinh mang kích xạ, có kim quang lôi đình, có tử viêm lấp lóe. Sinh cơ bừng bừng, hô, hơi sâu hít thở một cái khí, đỗ thiếu phủ lộ ra vui vẻ tại hoang cổ không gian đoạn thời gian này bên trong không chỉ có là vững chắc võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi khí tức tại các loại áo nghĩa thủ đoạn lĩnh ngộ bên trên cũng đều là tiến thêm một nấc thang thời gian không sai biệt lắm đi đỗ thiếu phủ đứng dậy mở rộng rồi người cảm thụ được bản thân thời khắc này biến hóa trong cơ thể cùng hùng hồn sóng năng lượng mắt lộ ra khẽ cười ý nhịn không được có một cỗ thoải mái cảm giác theo trong lòng nhộn nhạo mà ra thiếu điện chủ, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này đây chúng ta thiên quyền điện tùy đào ngọc. Vu Minh viễn chờ 9 người đi trước tham gia thiên kiêu tranh bá biết. Cộng thêm thiếu điện chủ, vừa vặn 10 người, đến lúc đó thiên su điện, khai dương điện các loại. Cần phải sẽ nhiều hơn một chút đệ tử tham gia. Một lát sau, trong đại điện, Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khai dương điện cùng thiên su điện chờ mấy điện đệ tử so lên thiên quyền điện cùng thiên cơ điện. Thiên tuyền điện ba điện đệ tử nhiều cũng không phải nhỏ tí teo. Tự nhiên phái ra đệ tử cũng sẽ nhiều hơn không ít. Được rồi thiếu điện chủ, có một thanh niên tới thiên quyền điện chờ thiếu điện chủ đã mấy. Ngày, Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ. Tên gọi là gì? Đỗ Thiếu Phủ sững sờ. Bản thân tự hồ là tại linh vực cũng không có quen thuộc nhân. Trúc Hưu trưởng lão cười, nói, này ít người điện chủ hẳn còn nhớ chính là lúc trước thất điện trong đại hội thiếu điện chủ theo kia tần quan trong tay cứu hạ kia một cái không tầm thường thanh niên hình như là gọi là thạch đầu là hắn sao đỗ thiếu phủ mỉm cười tự nhiên là còn nhớ rõ kia thanh niên đối với ấn tượng không cạn ấn tượng không sai một lát sau trong thiên điện đỗ thiếu phủ nhìn thấy kia một cái vóc người cường tráng như gấu thanh niên 22 đến 23 tuổi hình dạng, thoạt nhìn hình dạng ngơ ngác nhưng là võ vương cảnh viên mãn tu vi. Thất điện đại hội có thể tối hậu tiến nhập trước năm, đủ thấy thiên phú. Người khí hoàng kiều phong, người không sự tình là tốt rồi, ta nghĩ đến ngươi sẽ sự tình đây. Nhìn thấy đỗ thiếu phủ, cường tráng thanh niên nhất thời đứng dậy, mắt lộ ra vui vẻ. Giữa hai lông mày một tia vẻ lo âu thu liễm. Người lo lắng ta làm cái gì? Đỗ thiếu phủ cười nói cường tráng thanh niên nhìn đỗ thiếu phủ nghiêm túc người ta ân nhân cứu mạng người nếu là có sự tình ta nhất định phải giúp người báo thù mới được đỗ thiếu phủ nhịn không được cười lên một tiếng nhìn ra được thanh niên này hàm hậu lời này xuất từ phế phủ cũng không phải tùy tiện nói một chút người danh tự gì cười sau đỗ thiếu phủ đối với cường tráng thanh niên hỏi ta là cô nhi vô danh vô tính trong thôn người đều gọi ta thạch đầu Cường Tráng thanh niên hàm hậu cười. Thạch Đầu, Đỗ Thiếu phủ hơi con mắt động, nói: "Ta hỏi ngươi một việc. Ngươi làm sao sẽ kia một bộ thân pháp?" "Thân pháp, ngươi dạy ta khẩu quyết kia một bộ thân pháp sao?" Thạch Đầu khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu phủ hỏi. "Không sai, ngươi làm sao sẽ kia một bộ thân pháp?" "Đỗ Thiếu phủ hiếu kỳ, đó là Đông Cách xanh mượt thân pháp Lăng Ba Tiêu Diêu bộ. Mình làm sơ vẫn là Đông Cách xanh mượt truyền thụ." trước mắt cái này gọi là đá thanh niên cũng sẽ chuyện này lại nói tiếp liền rất lâu rồi đều ba bốn năm trước chuyện tình rồi thạch đầu vuốt cái ót hồi suy nghĩ một chút sau đó dứt khoát là từ nhỏ thời gian nói lên nguyên lai thạch đầu từ nhỏ đã cô nhi có ký ức thời gian liền đang ở linh vực thâm sử một chỗ hoang tàn vắng vẻ các loại dã thú yêu thú tung hoành ngang dọc thâm sơn bên trong chính là bị một con hắc sắc mẫu viên nuôi lớn kia hắc sắc mẫu viên làm thạch đầu thân sinh, từ nhỏ thạch đầu liền quát bách thú nãi lớn lên. Bởi vậy thạch đầu từ nhỏ đã thân hình trắng kiện, lực lớn vô cùng. Có một ngày, trong lúc vô ý thạch đầu phát hiện một cái thôn rơi. Đó là một cái bởi vì chiến loạn mấy nghìn năm ẩn cư thôn rơi. Biết một chút trụ cột phương pháp tu luyện, có thể cường thân kiện thể. Có lão nhân phát hiện thạch đầu, thời điểm đó thạch đầu giống như dã thú, sẽ không ngôn ngữ e ngại nhân loại, về sau tại thôn rơi mọi người hướng dẫn từng bước chi hạ. Nhượng Thạch đầu buông xuống phòng bị tâm sinh rồi tín nhiệm, học xong ngôn ngữ. Còn học xong trụ cột tu luyện mới 10 tuổi, chỉ bằng dựa vào lực lớn vô cùng. Có thể chiến hổ báo, cầm cự mãng, cùng thôn cùng thế hệ người. Căn bản là không có cách đánh đồng. Như vậy sổ năm sau, có một ngày tiến nhập thâm sơn săn thú, vì truy một con báo lớn Thạch đầu trị lạc một chỗ thung lũng, nhưng là nhờ số trời run rủi. Chiếm được một phần cự đại truyền thừa, còn có một thanh trảm ma phủ. Ngày ba, bốn năm trước, thạch đầu thú săn. Trên đường đi gặp cường hãn yêu thú vây công một cái tinh linh thiếu nữ, tiến lên tương trợ. Tối hậu không địch lại, thâm thụ trọng thương, trái lại bị kia nữ tử giống như tinh linh cứu. Về sau, kia tinh linh tiên tử nói ta thân pháp ngốc, phải nhiều tôi luyện. Bởi vậy sẽ dậy rồi ta đây một bộ thân pháp. Về sau ta liền không còn có gặp qua kia tinh linh tiên tử. Thạch đầu một hơi nói với đỗ thiếu phủ. Lẽ nào chính là nàng? Đỗ thiếu phủ con mắt động, theo đá hình dung chung, nghĩ theo lời tinh linh tiên tử. Phải là đông cách xanh mượt không thể nghi ngờ. Chỉ là ba, bốn năm trước đông cách xanh mượt xuất hiện ở linh vực. Thầy khác này sợ là không biết lại phương nào khí hoàng người biết kia tinh linh tiên tử sao tại sao có thể có kia thân pháp khẩu quyết thạch đầu tò mò hỏi trong lòng vẫn cho rằng sợ là khí hoàng kiều phong cùng kia tinh linh tiên tử nhất định là có quan hệ này sự tình ta sau này sẽ cùng ngươi nói ta dạy thân pháp của ngươi khẩu quyết ngươi liên lạc nhiều hơn bất quá ghi nhớ kỹ có thể hay không truyền cho người khác đỗ thiếu phủ nói với thạch đầu trong đầu lúc này cũng không khỏi nổi lên kia một đạo tinh linh bóng hình xinh đẹp thạch đầu gật đầu nhìn đỗ thiếu phủ nói khí hoàng ta nghe thiên quyền điện đệ tử nói các ngươi muốn đi tham gia cái gì thiên kiêu tranh bá biết ta cũng muốn gia nhập thiên quyền điện muốn cùng đi với ngươi có thể sao vì sao đỗ thiếu phủ sững sờ sau đó cười hỏi ngươi ta ân nhân cứu mạng vẫn là vang vọng linh vực người ta theo ngươi ta sau này tất nhiên có thể trở thành một cường giả trở thành một danh chấn thiên hạ đại anh hùng. Ta lúc đi ra đã đáp ứng trong thôn thúc bá còn có thôn trường ra ra. Nhất định ở bên ngoài sông ra một phen thanh danh tới. Một ngày kia trở thành danh chấn thiên hạ đại anh hùng, đến lúc đó trở về nữa. Cho nên ta nhất định phải làm đến. Thạch đầu nghiêm nghị nói, đó là hắn đối với thôn trung hứa hẹn. Hắn không thể nhượng thôn trung thúc bá cùng thôn trường ra ra thất vọng đỗ thiếu phủ nhìn thanh niên trước mắt trong hai con ngươi hiện lên mỉm cười nói thế nhưng thiên quyền điện chỉ có khí phủ sư mới có thể gia nhập ngươi võ giả thật sự là vô pháp gia nhập thiên quyền điện vậy làm sao bây giờ ta muốn đi theo bên cạnh ngươi ngươi kêu ta làm cái gì đều có thể chỉ cần lưu tại bên cạnh ngươi là được thạch đầu mong đợi nhìn đỗ thiếu phủ thất điện trong đại hội thanh niên trước mắt nhượng hắn chấn động lại là hắn ân nhân cứu mạng cho nên, Thạch Đầu cảm thấy nhất định phải theo trước mắt khí hoàng kiều phong này cường giả. Sau này có thể trở thành hắn người. Sau này gọi ta Tam thiếu, người có thể tạm thời cùng ở bên cạnh ta. Bất quá ta thế nhưng có một cái điều kiện, nếu như làm không được. Có thể càng sớm càng tốt không muốn theo ta. Đỗ thiếu phủ nghiêm nghị nói với Thạch Đầu. Mới một cái điều kiện a, à, chỉ có thể có thể theo ngươi, 10 cái điều kiện. 100 cái điều kiện cũng được thạch đầu nghe vậy nhất thời hưng phấn không thôi có thể theo thanh niên trước mắt đừng nói là một cái điều kiện rồi nhiều hơn nữa hắn đáp ứng liền một cái sau này ta nếu để cho ngươi làm cái gì nhất định nếu nghe ta không được hoài nghi đỗ thiếu phủ nói tảng đá kia bản tính thuần phát thiên phú kỳ cao là một khối khó được phát ngọc nếu là có thể hơi thêm chỉ đạo tạo hình sợ là sau này tất nhiên có thể nổi tiếng nếu là có cơ hội nhượng thạch đầu ra nhập thiên hạ hội, không ra 5 năm. Cũng đủ để có thể trưởng khống nhất phương. Liền cái này, đương nhiên không có vấn đề. Thạch đầu nghe vậy, hơi sững sờ, này nơi nào coi như là điều kiện. Nhất thời thật thà không ngừng gật đầu, ánh mắt nhưng là trong suốt, lộ ra vài phần cơ linh. Sáng sớm hôm sau, thiên quyền điện bên trong, một đám thanh niên nam nữ tổng cộng 11 người. Cưỡi phi hành yêu thú rời đi chính đỗ thiếu phủ cùng đào ngọc vu minh viễn thạch đầu đám người lúc này đây đi trước kia phong ấn cổ điện chỉ có trẻ tuổi có thể đi vào bách lý húc tự nhiên là vô pháp đi theo rồi chỉ có thể tại thiên quyền điện bên trong chờ bản tới chúc hưu trưởng lão chờ muốn an bài thiên quyền điện cường giả đưa tiễn dựa theo hướng lần thiên kiêu tranh bá sẽ lệ cũ thiên quyền điện mỗi một lần phái xuất đệ tử cũng đều sẽ ven đường có cường giả hộ tống miễn cho nửa đường xảy ra bất chắc. đặc biệt trúc hưu trưởng lão chờ thế nhưng rõ ràng kia ngọc giả hành điện điện chủ đối với thiếu điện chủ sợ là vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ càng thêm lo lắng. vì thuyết phục trúc hưu trưởng lão các loại đỗ thiếu phủ thế nhưng mất không ít lời lẽ. thiên kiêu tranh bá biết kia phong ấn cổ địa tại trung châu phía trên tới gần linh vực biên giới thần lôi sơn mạch trung đồn đãi kia thần lôi sơn mạch thời đại thượng cổ thì có cường giả cấp cao nhất đến qua nơi đó có thần lôi diệt thế dấu vết lưu lại vô số năm qua chỗ đó vẫn là không có một ngọn cỏ có lôi điện dấu vết tồn tại theo thiên kiêu tranh bá sẽ tới gần cả trung châu cũng ở đây sôi trào các đại trong thế lực có thể đệ tử trẻ tuổi cùng đệ tử trong tộc bất phàm người đều là chạy tới thần lôi sơn mạch trung châu chín đại quái vật lớn kia nhất cốc nhị giáo Tam tông tam môn trung đỉnh phong trẻ tuổi, bắt đầu khởi hành. Trong lúc nhất thời, thần lôi sơn mạch náo nhiệt náo động, dậm dạp thân ảnh lướt không? Đồng thời lướt trí thần lôi sơn mạch, vừa mới đạp một cái tiến bát ngát thần lôi sơn mạch. Chính là có thể cảm giác được cái loại này sôi trào cùng chấn động. Chương 855, 860, Hàng Linh Thủy Hàn. Chương 860, Hàng Linh Thủy Hàn dậm dạp thân ảnh bao trùm quần sơn trong đó phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi mặc dù có chút lão giả và trung niên ở trong đó đều là hộ tống trong môn đệ tử đến đây thần lôi sơn mạch thật là nhiều người a à. phi hành yêu thú trên lưng thạch đầu nhìn hạ không quần sơn cùng bốn phía giữa không trung rậm dạp thân ảnh khắp nơi còn như đông nghịt một mảnh con kiến vì đó hít vào khí lạnh đỗ thiếu phủ cũng có chút ám tự cho bát ngát sơn mạch trung khắp nơi đều là rậm dạp thân ảnh cái loại này đánh vào thị giác khiến người ta vô cùng chấn kinh sơn mạch trung khí tức hỗn hỗn tạp huyên náo ngất trời vang tận mây xanh trong đó không thiếu là có vương cấp khí tức cả cái bát ngát trung châu phía trên hết thảy bất phàm trẻ tuổi thời khắc này hầu như đều đã toàn bộ đến này địa hội tụ tại đây thần lôi sơn mạch bên trong. Này cả Trung Châu việc trọng đại, tiến nhập phong ấn cổ địa thanh trừ tà ác sinh linh. Là cả Trung Châu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mọi người bụng làm dạ chịu. Thiên Kiêu tranh bá biết, là cả Trung Châu việc trọng đại. Một hồi chân chính Trung Châu việc trọng đại. Hết thầy Trung Châu người trẻ tuổi đô hội tham dự, tối hậu ai có thể lực áp quần hùng. Thiên Kiêu tranh bá sẽ vang khắp Trung Châu, đánh một trận thành danh thiên hạ biết nhìn sơn mạch nội lúc này rậm rạp cùng thế hệ thiên kiêu tranh bá. Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng không nhịn được có chút hiện lên lên ba động. Thể nội huyết dịch có chút sôi trào. Thiếu điện chủ, cái khác điện người cũng sắp đến đi. Phi hành yêu thú trên lưng, đào ngọc đối với đỗ thiếu phủ hỏi. Đỗ thiếu phủ nói, cần phải đều đã đến đi, nói là tại thứ 10 phong hội tụ hợp. Chúng ta thất tinh điện mỗi một lần đều là tại thứ 10 phong hội tụ. Phía trước Cửu Phong đỉnh núi đều là Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn bên trong chiếm lấy. Mỗi một lần thiên kiêu tranh bá biết, chúng ta Thất Tinh Điện đều ở đây thứ 10 phong ngừng phát triển. Đào Ngọc nói, trong mắt có có chút tự hào, phong ấn cổ địa trước. Hàng trước nhất tổng cộng có 10 phong, kia 10 phong trên đỉnh núi. Ngoại trừ Nhất Cốc Nhị Giáo Tam Tông Tam Môn ở ngoài, cũng chỉ có Thất Tinh Điện mới có thể vững vàng thứ 10 phong đỉnh chóp. Sơn mạch giữa không trung, không ít yêu thú tọa kỵ hoành không. Không ít cường hãn khí tức ba động lan tràn. Thân ảnh như cuồng phong lướt về phía trước không gian, dậm dạp bóng người đến phía trước, đã không có bao nhiêu người còn có thể tại giữa không trung. Càng là phía trước không gian, liền càng là sóng người dày đặc vô pháp đặt chân. Chỉ có môn phái lớn, thực lực cường hãn cường giả mới có thể càng gần trước thần lôi sơn mạch vô cùng bao la, phía trước nhất chính là một chỗ rộng lớn bình nguyên. Chỉ là phía trên vùng bình nguyên này, quanh năm hắc vụ tràn ngập trồng chất. Có đáng sợ khí tức lan tràn, khiến người ta căn bản là không có cách tới gần. Bình nguyên biên giới, thời khắc này có 10 ngọn cao vót khổng lồ sơn phong. Theo chân núi đến sườn núi, đều là rậm rạp thân ảnh, náo động ngập trời trên ngọn núi, còn lại là bộ dạng an tĩnh, chỉ có số ít sổ trăm thân ảnh ở trong đó. Thứ sáu tòa trên ngọn núi, mấy trăm trẻ tuổi nam nữ đồng thời mà đứng. Bất kỳ một cái nào đều là nhân trung long phượng, yên tĩnh mà đứng, vô hình kia trung khí tức. Cũng là làm người ta kinh ngạc run rẩy Đặc biệt hàng đầu vô số cái thanh niên nam nữ càng nổi tiếng. Nếu là thời khắc này đỗ thiếu phủ tại, tất nhiên là có thể nhận thức không ít thân ảnh này thứ sáu tòa sơn phong, chính cổ thiên tông người. Dẫn Mạc Trần, Di Tử Hạc, Cát Tông, Kỳ Âu Minh, Ti Nhược Phong. Những cổ thiên tông đó trẻ tuổi trung đỉnh phong tồn tại, toàn bộ tề tụ. Từ mã mộc hàm cũng ở đây hàng đầu, đứng ở dẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Di Tử Hà chờ trước. Linh động song màu sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử xác Ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, đủ để xưng là tuyệt xác mà giờ khắc này, tư mã mộc hàm bên cạnh còn có một cô gái. Xem hình dạng so lên tư mã mộc hàm muốn hơi lớn hơn một chút. Cô gái này 22 đến 23 tuổi hình dạng, song mục trong vắt hữu thần, tu mi đoạn mũi. Gò má bên vi hiện lê qua, vẻ vô luân. Thời khắc này ánh mặt trời chiếu ánh tại đây cô gái trên mặt màu da càng hiển óng ánh. Nhu đẹp như ngọc trong tròng mắt mơ hồ có biển thủy ánh sáng màu xanh lam. Đây cũng là một cái cô gái tuyệt mỹ, đứng ở tư mã mộc hàm bên cạnh. Không chút nào hiển ám nhạt, vô pháp che đậy khí chất quang hoa. Cô gái này so lên tư mã mộc hàm thiếu vài phần đáng yêu. Càng nhiều hơn mấy phần yêu nhã cao quý, bất nhiễm bụi khói. Bọn họ giống như đều đến. Cao quý yêu nhã nam nữ bên cạnh, lúc này còn có một thanh niên, chỉ thấy thanh niên này. Tuy rằng chưa nói tới có di tử hà cùng dẫn mặc trần vậy tuấn Mỹ tuyệt luân một khuôn mặt cũng là có góc có cạnh, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc. Một đôi mày kiếm hạ song mục âm u thâm thúy, khí chất có vẻ hơi cuồng dã không câu nệ. Khóe miệng ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Nghe nói lúc này đây, kia mấy cái trong tông môn có không ít người tu vi không tầm thường. Thiên phú cực cao, yêu nhã nữ tử nói nhỏ, thanh âm nhu hòa như nước, giống như tiếng trời, đứng ở đàng kia đoan trang cao quý, giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Tối hậu mới biết được, đến cùng ai tối cường. Cuồng dã thanh niên cười, bờ môi kia phóng đãng không câu nệ dáng tươi cười độ cong. Càng phát ra thâm thúy. Cao quý yêu nhã nữ tử cười, sau đó hơi ghé mắt, đôi mắt màu xanh lam trung hiện lên cười nhạt ý. Nhìn tư mã mộc hàm, hàm răng khẽ mở, nói, mộc hàm. Người gần nhất thế nhưng không quá bình thường Nga, làm sao vậy? Nghe vậy, tư mã mộc hàm cười, miệng nhỏ vi vảnh lên. Anh đào miệng nhỏ trên có bôi lên rồi mật giống nhau màu hồng nhạt. Tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại doanh doanh không đủ nắm chặt tinh tế bên hông. Nói nhỏ, Thủy Hàn Sư tỷ ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu là kia đáng ghét gia hòa cũng ở đây. Sợ là lúc này đây chúng ta cổ thiên tông càng thêm vào phần thắng tên kia được kêu là làm đỗ thiếu phủ tiểu tử sao ta vốn còn muốn tìm hắn luận bàn một chút ai biết cuồng dã thanh niên khe khẽ thở dài nói hàng linh sư huynh người cũng không nhất định có thể làm gì hắn tư mã mộc hàm nhìn cuồng dã thanh niên bờ môi mỉm cười trong mắt lộ ra kỳ vọng nói bất quá thanh dương sư công nói qua thạch thành có rồi biến cố có lẽ tên kia cũng chưa chết nghe nói tên kia nhưng thật ra vô cùng hung hãn có thể đánh bại mộc hàm sư muội ta đích xác không có nắm chắc tất thắng nếu là có cơ hội nhưng thật ra hy vọng có thể luận bàn một chút nhìn một chút tên kia đến cùng có cỡ nào hung tàn cường hãn cuồng dã thanh niên cười nói các ngươi bọn người kia nhưng chuẩn bị sẵn sàng lúc này đây cổ thiên tông phải nhờ vào các ngươi sơn phong trước lúc này cả người hình thanh gầy thon dài thất tần hình dạng Mặc thanh bạch sắc làm bào lão giả quay đầu lại. Lão giả sau vai trên lưng bối một thanh cổ kiếm, bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán. Cộng thêm vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc tròm râu phiêu phiêu tiên phong đạo cốt. Nhìn khí chất bất phàm, giống như tiên nhân lâm thế. Vâng, Thanh Dương trưởng lão. Một đám cổ thiên tông đệ tử gật đầu đáp, mắt mang cung kính, mắt mang mong đợi. Thanh Dương sư công, tên kia thật không có chết sao? tư mã mộc hàm tiến lên đối với cổ thanh dương trưởng lão hỏi nàng luôn luôn cảm giác thanh dương sư công biết một ít gì không có nói cho nàng biết tiểu nha đầu đến lúc đó ở bên trong nhưng che chở bản thân có một số việc sau này thì sẽ biết rồi cổ thanh dương trưởng lão đối với tư mã mộc hàm dặn dò già nua nhưng là sắc mặt nhưng là vô cùng hồng nhuận mặt bên trên ánh mắt dị thường trong suốt ừm Tư mã mộc hàm gật đầu, càng phát ra nghĩ tên kia nhất định là xuất hiện cái gì không tưởng được. Kỳ tích theo phụ thân thiện thanh dương sư công thái độ trung. Đủ thấy tên kia sợ là hơn phân nửa không có chết. Phanh phanh phanh, cách đó không xa, truyền đến trầm thấp âm bạo, kia động tĩnh tựa hồ còn không tiểu. Trong lúc mơ hồ còn kèm theo thú hống thanh âm truyền ra. Sơn phong trên, tư mã mộc hàm chờ ánh mắt sở vọng đi qua. Đó là thứ 10 trên đỉnh núi truyền tới động Tĩnh. Thứ 10 trên đỉnh núi động Tĩnh. Hình như là linh vực Thất Tinh Điện người và Quang Minh Thần Đình người tại động thủ. Sơn Phong trên, Hồ Tam Khôn Trường lão quan sát thứ 10 trên đỉnh núi động Tĩnh nói. Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo thông ra sau, nhưng thật ra lớn lối không ít. Xem bộ dáng là muốn cùng Thất Tinh Điện ganh đua cao thấp. Minh Trạch trưởng lão nói khổng trung lôi trưởng lão nói nghe nói quang minh thần đình kia quang minh lão tổ truyền thừa đã bị một cái tên là trình thắng nam đệ tử đạt được nhớ lúc đầu quang minh lão tổ đảo là một người vật thất tình điện cũng không phải dễ trêu để cho bọn họ đi tranh đi cổ thanh dương trưởng lão nói nhỏ sau đó yên tĩnh đứng chắp tay như tiên nhân khiến người ta nghiêm nghị kính trọng bát ngát sơn mạch càng là sâu vào liền càng là thân ảnh dày đặc Dậm rạp thân ảnh bao trùm quần sơn, thỉnh thoảng cũng có một chút tranh chấp đưa tới động thủ. Chương 856, 861, thất điện hợp nhất. Chương 861, thất điện hợp nhất. Một số người muốn về phía trước một chút, tự nhiên sẽ gây nên phía trước cường giả bất mãn. Giao thủ cũng là bình thường. Cũng may tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, không đến mức gây chiến. Cũng chỉ là phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ, Đỗ Thiếu phủ theo phi hành yêu thú bên trên nhìn hạ không? Cảm giác được không ít tranh chấp cùng giao thủ thanh âm trong lòng trầm ngâm. Sợ là lúc này đây tại kia phong ấn cổ địa bên trong. Ngoại trừ Thanh Tẩy Tà Ác Sinh Linh ở ngoài, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Thứ 10 phong liền thì ở phía trước rồi, tin tưởng cái khác điện người đã đến. Chúng ta đi trước cùng cái khác điện người hội tụ hợp đi đào ngọc nói với đỗ thiếu phủ đến này chỗ nhìn lúc này quần sơn bên trong vô số thân ảnh ánh mắt ngưng trọng hắn có thể cảm giác được phụ cận không ít cường hãn khí tức này dậm dạp thân ảnh chung không thiếu cất dấu đông đảo có thể vô cùng sợ cường giả được đi trước hội tụ hợp cái khác điện người đỗ thiếu phủ gật đầu bây giờ này thần lôi sơn mạch bên trong cũng là long xà hỗn hỗn tạp cường giả khắp nơi thế lực khắp nơi toàn bộ hội tụ hay là trước cùng cái khác điện người hội tụ hợp lại cùng nhau tương đối khá một chút. Một lát sau, phía trước bên trong dãy núi xuất hiện 10 ngọn cao vót sơn phong. Khác thường hùng vĩ cao vót, sơn phong cả vật thể vạn vật không sinh, nhàn nhạt lôi điện khí tức tràn ngập tại giữa không trung. Theo chân núi đến trên sườn núi, đều là rậm rạp đám người. Thứ 10 tòa sơn phong, đoàn người xôn xao. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt năng lượng dấu vết tựa hồ là vừa mới có không tầm thường cường giả tại giao thủ. Thiếu điện chủ, phía dưới giống như không đúng, là chúng ta thất tinh điện người. Nhìn hạ không, đào ngọc sắc mặt vi ngưng. Cảm thấy thứ 10 trên đỉnh núi đám người không giống tầm thường xôn sao. Đỗ thiếu phủ sắc mặt sớm đã ngưng trọng, tâm thần theo dõi chung. Cảm thấy vừa mới phụ cận giao thủ dấu vết. Đào Ngọc nói này thứ 10 trên đỉnh núi đều là thất tinh điện cho tới nay chiếm cứ lúc này thứ 10 trên đỉnh núi có giao thủ dấu vết. Sợ là tất nhiên cùng thất tinh điện có quan hệ. Phía dưới là Lâm Vi Kỳ, Đồng Lý Điêu, dụ bách bọn họ. Vu Minh Viễn nói, hắn ở phía trên nhìn thấy trên sườn núi lúc này thiên su điện Lâm Vi Kỳ. Khai dương điện Đông Lý Điêu còn có thiên tuyền điện dụ bách đám người. Siêu siêu, đỗ thiếu phủ thân ảnh theo giữa không trung phi hành yêu thú trên lưng lướt xuống. Trực tiếp rơi vào trên sườn núi trên sườn núi phương lúc này có đến chừng trăm đạo thân ảnh theo trên vai huy hiệu bên trên xem đều là thất tinh điện người không nghi ngờ đoàn người hàng đầu còn có xuất chúng lâm vi kỳ đông lý điêu dụ bách vu mã thánh tôn nhương đám người ngoài ra còn có dẫn tầm lãng trưởng lão vân tử cầm trưởng lão thúy phù trưởng lão diệu tinh trưởng lão vân báo trưởng lão chờ thất tinh điện cường ra tại trên sườn núi Đỗ thiếu phủ thân ảnh hạ xuống, mắt nhìn lâm vi kỳ, đông lý điêu, diệu tinh trưởng lão. Vân báo trưởng lão đám người, sắc mặt nhất thời ám tự biến hóa ngẩn ra. Chỉ thấy lúc này bất kể là diệu tinh trưởng lão vẫn là vân báo trưởng lão. Thất tinh điện hết thầy cường giả đều là vẻ mặt trắng bạch có thương thế không nhẹ. Khai dương điện vân báo trưởng lão cùng diêu quang điện diệu tinh trưởng lão. Càng khóe miệng tràn ra vết máu, thương thế nặng nhất. Chư vị trưởng lão, các ngươi đây là thế nào? Đỗ thiếu phủ nhìn vân báo trưởng lão các loại, sắc mặt nghi hoặc. Có thể đả thương vân báo trưởng lão cùng diệu tinh trưởng lão đám người tồn tại. Tuyệt đối là không giống tầm thường. Siêu siêu, theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, phi hành yêu thú trên lưng. Thạch đầu đào ngọc mấy người cũng lập tức hạ xuống. Nhìn vết thương chồng chất vân báo trưởng lão đám người cũng đều là ám tự nghi hoặc. Người đã đến rồi sao? Vân báo trưởng lão nhìn đỗ thiếu phủ, thần thái tà tơi. Hẳn là vừa mới mới vừa cùng người giao thủ qua bị thương, cười khổ nói với đỗ thiếu phủ. Thực lực không đủ, vừa mới bị thất thế, cũng liền mệt mỏi thất tinh điện rất mất thể diện. Sợ là lúc này đây thất tinh điện tìm không trở về trang tử. Chư vị trưởng lão, đến cùng làm sao vậy? Đỗ thiếu phủ trinh nhiên, mắt nhìn trước người mấy trăm người. Ngoại trừ một chút thất điện cường giả bên ngoài. Những thứ khác đệ tử trẻ tuổi cũng đều có một chút thương thế. Thực lực hơi yếu tự hồ là chịu ảnh hưởng, có chút đệ tử còn thương thế không nhẹ. Ai, Diệu Tinh trưởng lão cười khổ than thở, "Này thứ 10 phong nguyên bản cho tới nay đều là chúng ta thất tinh điện chỗ. Nhưng lần này bị Quang Minh thần đình người đoạt đi rồi." Bọn họ lúc này đây tới cường giả không ít, còn có tôn cấp cường giả hộ tống. Chúng ta cộng lại cũng không địch quang minh thần đình người đối với chư vị trưởng lão xuất thủ đỗ thiếu phủ run lên quang minh thần đình bốn chữ này tại đỗ thiếu phủ trong lòng vô cùng phức tạp lúc trước tự quang minh thần đình người có không ít ân oán mà giờ khắc này nghe được quang minh thần đình đỗ thiếu phủ trong lòng cũng không chịu đựng nhớ lại kia một cái đã đính hôn nữ tử chẳng qua loại ý niệm này ở trong lòng cũng chỉ là nhất chuyển rồi biến mất quang minh thần đình lúc này đây có tôn cấp cường giả xuất thủ còn có không ít cường giả chúng ta trực tiếp đã bị bọn họ xuất thủ cấp liếc xuống không ít đệ tử bị liên lụy sợ là cũng vô pháp tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong rồi dẫn tầm lãng trưởng lão nói trong mắt đầy mắt tức giận không cam lòng nói quang minh thần đình lúc này đây tốt gan to đến lúc đó ta thất tinh điện tuyệt đối sẽ không cùng quang minh thần đình bỏ qua kiều phong lâm vi kỳ bóng hình xinh đẹp đi tới đỗ thiếu phủ trước người hồng y như lửa nhìn đỗ thiếu phủ nói lúc này đây chúng ta đến đây mặt trên có thái thượng trưởng lão có lời chuyến này hết thầy tất cả nghe theo ngươi phòng ấn cổ địa bên trong ngươi là của chúng ta dẫn đầu mọi người chúng ta duy ngươi theo đỗ thiếu phủ sững sờ ánh mắt nhìn lúc này trước người mấy trăm thanh niên nam nữ mặc dù biết thất điện trong đại hội thắng lợi bản thân muốn dẫn dắt thất tinh điện người tiến nhập phong ấn cổ địa trong Nam. Lúc này đối mặt với sổ trăm thất tinh điện trẻ tuổi người nổi bật. Trong lòng cũng là có chút ba động. Khai dương điện các thái thượng trưởng lão cũng nói, này lần đi trước. Bất kể là phong ấn cổ địa bên trong vẫn là phong ấn cổ địa bên ngoài. Hết thầy tất cả nghe theo ngươi. Đồng lý điều cũng tới trước, đứng ở đỗ thiếu phủ trước người, hỏi, đối với này sự tình vậy ngươi có cái gì không nhận định các ngươi những người trẻ tuổi khí thịnh gia hỏa hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình là các ngươi tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong đạt được cơ duyên tranh thủ thứ tự thúy phủ trưởng lão nhìn lâm vi kỳ cùng đông lý điêu chờ giận dữ bất bình trẻ tuổi nói này sự tình chúng ta tự nhiên sẽ xử lý bọn họ quang minh thần đình hiện tại cường giả quá nhiều chúng ta chúng ta không làm gì được Hết thầy đến lúc đó lại nói, nói chúng ta thất tinh điện sẽ làm Quang Minh Thần Đình trả giá. Thật lớn. Hừ, tiến nhập phong ấn cổ địa sau, Quang Minh Thần Đình đám người kia. Ta tuyệt không phóng quá. Đông Lý điêu cả giận nói, này bên ngoài không làm gì được những Quang Minh Thần Đình đó cường. Giả, bất quá đến lúc đó kia phong ấn cổ địa bên trong. Quang Minh Thần Đình cường giả nhưng là không cách nào tiến nhập quang minh thần đình những thứ kia trẻ tuổi, đông lý điêu cũng không sợ. Đến lúc đó từng cái một tái chỉnh đốn. Thiếu điện chủ, phòng ấn cổ địa bên trong, đến lúc đó liền giao cho ngươi. Vân tử cầm trưởng lão nói với đỗ thiếu phủ. Vân trưởng lão khách khí, gọi ta kiều phong là tốt rồi, thiếu điện chủ tên tuổi. Tiểu tử không đảm đương nổi. Đỗ thiếu phủ chắp tay, mình là trời quyền điện thiếu điện chủ. Bất quá cũng chỉ là giới hạn thiên quyền điện mà thôi những trưởng lão này đều là đều điện cường giả niên kỷ hơn mình xa bản thân tuy rằng thân phận đặc biệt cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa vân tử cầm trưởng lão cười nhìn đỗ thiếu phủ nói thiếu điện chủ cần phải còn không biết đi chúng ta đều điện đều thu điện chủ thân truyền tin tức thất tình điện từ nay về sau hợp bảy làm một tổng điện chủ vi cuồng tôn tiền bối thiếu điện chủ còn lại là ngươi này lần thiên kiêu tranh bá đại hội sau tin tức liền đối ngoại tuyên bố cho nên này sau này thiếu điện chủ thế nhưng chúng ta thất điện thiếu điện chủ thất điện hợp nhất đỗ thiếu phủ nghe vậy cũng là sừng sờ không nghĩ tới đại sư bá nhị sư bá bọn họ dĩ nhiên làm ra như vậy quyết định cho nên nói chuyến này hết thảy ngươi làm chủ lâm vi kỳ nhìn đỗ thiếu phủ trên dung nhan tiệt thế lông mày cau lại nghiêm mặt nói phong ấn cổ địa bên trong chúng ta cần tại quang minh thần đình trong tay đòi lại bộ mặt bằng không sau này thất tinh điện liền luân vi trung châu chê cười người thất tinh điện thiếu điện chủ phải đối với thất tinh điện phụ trách bằng không coi như là có điện chủ chi mệnh ta cũng sẽ không nghe lời ngươi mẹ cái này vương bát đản đến lúc đó phong ấn cổ địa bên trong tái thu thập bọn họ nhượng quang minh thần đình biết chúng ta thất tinh điện cũng không phải tốt trêu chọc Tôn Nhương mắng, trong lòng có lửa giận tại bốc lên. Đương nhiên không thể phóng quá, đến lúc đó trước thu thập bọn họ. Dụ bách cũng là một loại mắng to. Nếu chúng ta điện trung thái thượng trưởng lão qua, nào có kia quang minh thần đình phách lối địa phương. Bên trong chúng ta tái chỉnh đốn quang minh thần đình đệ tử, một cái cũng không phóng quá. Nghe lâm vi kỳ, đoàn người xôn xao, hết thảy đệ tử trẻ tuổi đều là trong lòng giận dữ. Này lần thiên kiêu tranh bá biết, còn không có đi vào, liền gặp này đà kích. Từng cái một trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên là trong lòng khó chịu giận dữ. Lửa giận trong lòng bốc lên. Thất tinh điện tuy rằng bình thường làm theo ý mình, một khi gặp gỡ kẻ thù bên ngoài. Kia cho tới bây giờ cũng đều là đồng lòng nhất trí đối ngoại. Chương 857, 862, tìm về chàng tử. Chương 862, tìm về chàng tử chư vị trưởng lão có thể có trở ngại đỗ thiếu phủ ánh mắt theo tình cảm quần chúng kích phấn chúng đệ tử trên người đào qua khẽ cười khổ sau đó nhìn vân báo trưởng lão cùng diệu tinh trưởng lão hỏi nhìn ra được vân báo trưởng lão cùng diệu tinh trưởng lão thương thế trên người tối trọng đỗ thiếu phủ trong ngực tiểu tinh tinh tựa hồ cũng là lao tới xem náo nhiệt rồi tò mò theo đỗ thiếu phủ trong ngực tham xuất đầu nhỏ tới Tích lưu lưu trong mắt màu vàng ống tò mò nhìn diệu tinh trưởng lão cùng vân báo trưởng lão đám. Người, chúng ta nhưng thật ra không có trở ngại. Kia quang minh thần đình nhưng thật ra cũng không dám đối với chúng ta thất tinh điện thế nào. Diệu tinh trưởng lão nói với đỗ thiếu phủ thực lực của hắn đủ để đối phó bất kỳ hoàng cấp. Đối mặt quang minh thần đình kia đông đảo cường giả cùng không tầm thường tôn cấp tu vi. Nhưng là không làm gì được chỉ là thời khắc này vân báo trưởng lão nhìn đỗ thiếu phủ trong ngực tiểu tinh tinh nhíu mày ánh mắt rất là nghi hoặc kia một cái đầu nhỏ bên trên vô hình trung khí tức nhưng là nhượng hắn có một loại vô cớ dùng mình cảm giác vậy là tốt rồi nghe được diệu tinh trưởng lão hai vị cũng không có trở ngại đỗ thiếu phủ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về trên ngọn núi nói hiện ở đó quang minh thần đình người ngay mặt trên sao thiếu điện chủ ngươi này nghe vậy, thúy phủ trưởng lão có chút lão thái trên mặt hơi sững sờ. núi này bên trên một mực chúng ta thất tinh điện nếu là giống như này cho qua. sợ là sau này chúng ta thất tinh điện vô luận như thế nào kéo không trở về bộ mặt rồi. tính là đến lúc đó ở bên trong giết sạch rồi quang minh thần đình đệ tử hiệu quả không lớn. đỗ thiếu phủ không biết làm sao cười mặt mũi này làm trò cả trung châu cột. coi như là đến lúc đó kia phong ấn cổ địa bên trong có thể diệt rồi quang minh thần đình tất cả đệ tử đây đối với vãn hồi thất tinh điện bộ mặt cũng không có quá lớn hiệu quả thầy khác này thân là thất tinh điện thiếu điện chủ dù cho chỉ là thiên quyền điện thiếu điện chủ đỗ thiếu phủ biết mình vô pháp không làm những gì cũng không thể ném sư phụ khí tôn mặt mũi của nghe đỗ thiếu phủ tình cảm quần chúng kích phấn mọi người đều an yên tĩnh trở lại kinh ngạc nhìn đỗ thiếu phủ thiếu điện chủ kia Quang Minh Thần Đình tới nhân cường giả không ít. Thực lực của chúng ta bây giờ thật sự là vô pháp cùng Quang Minh Thần Đình những nhân đó chống. Đỡ được a." À, Vân Tử Cầm trưởng lão nói với Đỗ thiếu phủ. Vân trưởng lão nói không sai, lúc này cũng không phải tìm kia Quang Minh Thần Đình lúc báo. "Thù." Lâm Vi Kỳ nhìn Đỗ thiếu phủ, nàng tuy rằng nếu muốn báo thù vì thất tinh điện đoạt lại bộ mặt. Thế nhưng Lâm Vi Kỳ dành mạch từng câu, Lúc này thất tinh điện những thứ kia cường giả cấp cao nhất cũng không có tới. Cho nên vô pháp tại quang minh thần đình trong tay đạt được bất kỳ tiện nghi. Mặc kệ thế nào, cũng không thể đến đây cho qua, thực sự không được. Cho dù là hủy rồi này thứ mười phong, cũng không thể nhượng quang minh thần đình người ở phía trên ngây ngốc. Đỗ thiếu phủ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, dưới mặt nạ song đồng bôi qua có chút hàn ý. Nghe đỗ thiếu phủ chính là lời nói, kia nhìn như bình thản thanh âm, nhưng là làm cho thất tinh điện các đệ tử thể nội huyết dịch sôi cháo từng cái một hưng phấn không thôi đi trên núi đi một chuyến đỗ thiếu phủ nói nhỏ trong ánh mắt có chút không biết làm sao càng phần nhiều là hiện lên hàn ý lúc này đây tiến nhập phong ấn cổ địa đỗ thiếu phủ mục tiêu đệ nhất tự nhiên là sư phụ khí tôn đạt được âm linh tinh đệ nhị cũng nghĩ cùng trung châu cùng thế hệ tranh phong có cơ hội lấy được kia đại cơ duyên vì mình con đường cường già càng bước vào một bước cho nên đỗ thiếu phủ chưa bao giờ nghĩ tới muốn thêm phiền toái chỉ là hiện tại đây sự tình tìm tới cửa rồi tránh tránh không xong quang minh thần đình tại cả trung châu trước mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cượng ép đoạt được rồi thứ mười phong quét xuống rồi thất tinh điện đệ tử cùng trưởng lão đây không thể nghi ngờ là đánh thất tinh điện một bạt tai nếu là này sự tình thất tinh điện không ngay mặt đòi lại sợ là sau này thất tinh điện tái làm sao làm cái này cũng nhất định sẽ luân vi cả trung châu trò cười đối với thất tinh điện hợp bảy là một bản thân vi thất tinh điện thiếu điện chủ tên tuổi đỗ thiếu phủ ngược lại không phải là lưu ý chỉ là sư phụ khí tôn vi thất tinh điện thất đại điện chủ chi nhất này lần thất tinh điện bị đánh mặt đây tuyệt đối là nguyên tắc tính vấn đề một cái tông môn có đôi khi cũng cần gặp chuyện ẩn nhẫn một hai lại chuyện này cho dù là nhất cốc nhị giáo tam tông tam môn đều không thể núp như vậy vẽ mặt này thất tinh điện đối ngoại hết thảy nhường nhịn điểm mấu chốt nếu là lúc này đây giống như này tại cả trung châu trước mặt tỏ ra yếu kém sau này thất tinh điện tất nhiên thanh minh tổn hao nhiều ngay cả sư phụ khí tôn cùng đại sư bá cuồng tôn nhị sư bá ngọc tiên tử chờ cũng sẽ tổn hao nhiều bộ mặt sư phụ vi thiên quyền điện điện chủ khí tôn đại sư bá cuồng tôn cùng nhị sư bá ngọc tiên từ các loại đã có tâm đem thất điện hợp bảy làm một đỗ thiếu phủ sâu biết bản thân bất kể là thân là thiên quyền điện thiếu điện chủ vẫn là cả cái thất tinh điện thiếu điện chủ dù cho tính là chỉ là khí tôn đệ tử mình cũng có một phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới giữ gìn thất tinh điện giữ gìn sư phụ khí tôn thanh danh lúc này đây thất tinh điện tùy bản thân dẫn đầu đỗ thiếu phủ cũng biết này đối với mình một phen khảo nghiệm cùng tín nhiệm nếu là này sự tình giống như này bỏ qua sau này mình làm sao có thể đối mặt cả cái thất tinh điện đệ tử huống chi cùng bộ tộc kia so sánh với quang minh thần đình thật sự là quá yếu nếu là hôm nay ngay cả đối mặt quang minh thần đình mình cũng không dám có tư cách vậy sau này làm sao còn muốn đối kháng bộ tộc kia lên núi đòi lại trang tử đi thủy rồi này địa cũng không thể nhượng quang minh thần đình đạt được một nhóm thất tinh điện đệ tử nhất thời hưng phấn lên núi bao quanh không ít ngọc hành điện đệ tử cũng không ngoại lệ đỗ thiếu phủ động tác này đối mặt quang minh thần đình cường giả vẫn là không sợ không lùi không thể nghi ngờ là ngay lập tức sẽ thắng được ở đây hết thầy thất tinh điện đệ tử thật là tốt cảm giác cùng ủng hộ cộng thêm thất điện trong đại hội những đệ tử này đại bộ phận đều là nhìn thấy trước mắt kia thiếu điện chủ thực lực cho nên thời khắc này bất phàm thực lực cộng thêm vi thất tinh điện không sợ không sợ dũng khí cùng tính tình nhượng hết thầy thất tinh điện đệ tử nhận đồng vì đỗ thiếu phủ lung lạc rồi phần lớn nhân tâm cái này thất tinh điện đệ tử có thể tới tham gia thiên kiêu tranh bá biết tự nhiên là bất kỳ một cái nào cũng sẽ không người yếu cái này thất tinh điện đệ tử, đơn độc một cái thả ra ngoài, đều là nhân trung long phượng. Đều có tự ngạo tiền vốn, huống chi vẫn là đều điện đệ tử. Muốn bọn họ cộng đồng nhận cùng một người, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tính. Đơn độc thực lực tuyệt đối vô pháp làm cho tất cả mọi người đều theo trong lòng nhận đồng. Đỗ thiếu phủ thời khắc này, ở đây chờ cơ hội hạ nhưng là làm xong rồi. Cái này đệ tử trẻ tuổi, từng cái một trẻ tuổi nóng tính, thất tinh điện bị nhục nhã, trong lòng bọn họ tự nhiên là không dễ chịu nếu không phải là chư vị trưởng lão ngăn trở. Cho dù là biết rõ không địch lại, sợ là sớm liền xông lên rồi. Thất tinh điện đệ tử cũng sẽ không không bằng quang minh thần đình. Đối với đỗ thiếu phủ phản ứng, thất tinh điện các trưởng lão cũng là sừng sơ. Trần chờ một chút, mắt thấy đến từng cái một trẻ tuổi nóng tính đệ tử đã xông lên rồi. Cũng chỉ có thể không biết làm sao. Tiên sư nó, liều mạng, nếu là trận này không đòi lại. Sau này chúng ta những người này nét mặt già nua, sợ là không có chỗ đặt. Diệu tinh trưởng lão lau chùi vết máu ở khóe miệng, cuốn lên tay áo, liền đi theo. Bọn tiểu bối còn không sợ, hắn sợ cá điều. Ngay từ đầu nếu không phải vì che chở bọn tiểu bối. Diệu tinh trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lui ra tới. Kia quang minh thần đình tôn cấp cường giả ti rằng cường hãn. Bất quá nếu như thật hợp lại lên mệnh tới, hắn cũng không phải dễ treo. Đi cùng lắm thì liều mạng. Vân báo trưởng lão tính tình thế nhưng sẽ không tại diệu tinh trưởng lão chi hạ. Ngay lập tức sẽ theo diệu tinh trưởng lão mà đi. Vân tử cầm trưởng lão, thúy phù trưởng lão, dẫn tầm lãng trưởng lão chờ hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe quang mang, lập tức đi theo rồi đi tới. Nhìn thất tinh điện một đám đệ tử tình cảm quần chúng kích phấn lên núi mà đi lập tức hấp dẫn trên sườn núi không ít ánh mắt của người. Vừa mới thất tinh điện cùng quang minh thần đình mới đại chiến một hồi. Thất tinh điện bị liếc xuống, xem ra đây là muốn đi tìm hồi chàng tử A. Quang minh thần đình gần nhất cùng đại luân giáo đám hỏi, tự hồ là bá đạo không ít A. Vừa mới thất tinh điện không phải mới thất bại sao, chẳng lẽ lại tới rồi cường giả trợ giúp? Các ngươi không biết đi, mới vừa tới chính là khí hoàng kiều phong. Đây chính là khí tôn đệ tử, vẫn là Thất Điện Đại hội quán quân. Vậy cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Lẽ nào có thể cùng Quang Minh thần đình cường giả chống đỡ được hay sao? Xem ra lại nhìn thật là náo nhiệt. Một hồi xì xào bàn tán, có không ít người nhất thời vây quanh lên núi. Tính toán nhân cơ hội nhìn một chút náo nhiệt. Thất Tinh Điện cùng Quang Minh thần đình, tuy rằng không bằng nhất cốc nhị giáo kia quái vật lớn, đó cũng là gần với nhất cốc nhị giáo nhân vật cường hãn. Lúc này hai cái sơn môn tranh chấp, này náo như thế nhưng không có bao nhiêu người muốn bỏ qua. Trên ngọn núi, vân vụ mờ ảo, cúi ngắm trước không gian, tầm mắt trống trải. Giờ phút này thứ 10 phong phía trên, bị mấy trăm người chiếm cứ. Ánh mắt nhìn phía trước hắc vụ lượn quanh bao la bình nguyên, đều đang đợi cái gì? Tại đây mấy trăm người trước người, có không ít cường giả mà đứng còn có mấy cái thanh niên cùng cả người quất hồng y động nhân nữ tử. Tại sổ trăm bất phàm thanh niên nam nữ trung cũng là nổi tiếng. Bỗng nhiên, Sơn Phong hạ truyền đến không ít tranh cãi ẩm ý huyên náo thanh âm. Có đệ tử quay đầu lại quan sát dưới chân núi. Nhìn thấy không ít thân ảnh theo dưới chân núi thiểm lực mà đến. Tự hồ là lai giả bất thiện hình dạng. Hình như là thất tinh điện người, bọn họ trở lại rồi có nhân nhận ra những thứ kia thiểm lược mà đến không ít thân ảnh thất tinh điện đệ tử. Nhất thời vì đó nhíu mày, cũng có người mắt lộ ra cười lạnh cùng khinh thường. Những thứ kia không sợ chết ra hỏa lại tới sao, chẳng lẽ là muốn tới tìm ngược hay sao? Đoàn người trước, vô số cái nổi tiếng thanh niên chung, có một cái hoa phục thanh niên. Khoác trên người một món màu xám cho nhạt áo choàng bên trên theo lôi điện hoa văn. Lấp lóe quang hoa, giống như vật thật. Mặc quất hồng y động nhân nữ tử, đôi mắt không có hiện lên lên bất cứ ba động gì. Chỉ là ánh mắt nhìn tại tiền phương hắc vụ chung, tự hồ là đang quan sát cái gì. Đi xem chuyện gì xảy ra. Đoàn người trước, cả người tử sắc áo bào rộng, thất tuần bộ dáng lão giả. Chân mày hơi khẽ nhíu, đối với bên người vô số cái lão giả và đại hán nói. Ta đi nhìn một chút. Nhất cả lão giả đi ra, chính muốn muốn thiểm lược đi xuống xem một chút tình huống. Thất tinh điện kiều phong, khiêu chiến quang minh thần đình. Quang minh thần đình có dám ứng chiến? Chỉ là liền đồng thời ở nơi này, dưới chân núi có một đạo thanh âm nhàn nhạt. Giống dường như sấm sét vang tận mây xanh, quanh quẩn quần sơn bên trong. Chương 858, 863, gặp lại lần nữa. Chương 863, gặp lại lần nữa. Tiếng gầm quanh quẩn, quần sơn bên trong, rậm rạp sóng người chung không ít thân ảnh nhất thời ngẩng đầu mắt nhìn phía trước sơn phong. Xung quanh chín tòa sơn phong, thời khắc này ở đây chờ tiếng gầm hạ. Cũng là không ít ánh mắt nhất thời đồng thời lướt về phía rồi thứ 10 phong mà đi. Xung quanh cửu phong bên trên, từng cỗ một vô cùng cường hãn mịt mờ khí tức. Lập tức theo dõi hướng về phía thứ 10 phong. Theo thoại âm rơi xuống, sơn phong chi hạ. Lần lượt từng đạo thân ảnh sơn lướt mà lên rơi vào đỉnh núi trước một thanh niên mái tóc dài màu đen buộc ở sau ót vài tóc mai khẽ động bối sau lưng một cái thần bí hộp vuông trên người càng mặc tử sắc nhuyễn giáp mặt nạ màu tím hạ trong hai con ngươi có tử viêm tinh huy ba động từng đạo ánh mắt hiếu kỳ trung mang khinh thường nhãn thần trước sau rơi vào đỗ thiếu phủ trên người đánh giá kia mấy cái không tầm thường thanh niên cũng là ánh mắt đặt tiền cuộc mà đi màu da cam trang phục nữ tử quay đầu lại thời khắc này trong con người ánh mắt cũng là rơi vào kia một đạo tử sắc nhuyễn giáp thanh niên. Trên người, nhất thời trong lúc mơ hồ run lên trong lòng. Thân ảnh kia để cho nàng vô cớ cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Như là giống như đã từng quen biết, còn không đồng nhất. Siêu siêu, đồng lý điêu, lâm vi kỳ, thạch đầu, đào ngọc, tôn nhương, diệu tinh trưởng lão. Vân báo trưởng lão chờ sau đó đồng thời rơi vào đỗ thiếu phủ phía sau đỗ thiếu phủ ánh mắt từ trong đám người đảo qua đến lúc cuối cùng ánh mắt chạm tới kia quất hồng y cô gái thời gian song đồng run lên trong lòng có ba đào nhộn nhạo kia động nhân cao gầy nữ tử chính thạch long đế quốc đại công chúa trình thắng nam đột phá võ hoàng cảnh thời điểm chẳng biết tại sao trong lúc vô ý tâm thần từng theo dõi đến nàng đính hôn một màn cùng kia đại luân giáo thánh tử vẫn có thể xem là một đôi kim đồng ngọc nữ từ nay về sau tương kiến người qua đường. Đỗ thiếu phủ trong lòng trầm ngâm, ánh mắt bôi qua. Trong mắt thần sắc ám tự không lưu dấu vết khôi phục. Áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng ba động. Mà giờ khác này, đỗ thiếu phủ phát giác trong đầu của mình chỗ sâu. Nhưng là nổi lên ba bóng người, thứ nhất tái hiện chính là kia một cái nữ tử giống như tinh. Linh, sau đó là thất dạ hy, tối hậu còn có kia nam nhân bà thân ảnh xuất hiện ở trong đầu trước mắt nàng kia thân ảnh đã từ từ tiêu nhạt. Kia ba đạo bóng hình xinh đẹp đem trong lòng lấp đầy, nhượng tâm không hề ba đáo. Thất tinh điện người chẳng lẽ là muốn đến tìm tàn bạo sao? Quang minh thần đình bên trong, nhất cá lão giả đi ra. Ánh mắt khinh thường theo diệu tinh trưởng lão. Vân báo trưởng lão đám người trên người đảo qua. Sau đó đạm mặc cười lạnh nhìn đỗ thiếu phủ nói, không biết trời cao đất rộng tiểu bối vẫn là hồi thất tinh điện nhiều tu luyện mấy năm trở lại đi. Đỗ thiếu phủ mắt nhìn lão giả kia, nhất thời trong mắt hàn ý bôi qua. Lão giả này đỗ thiếu phủ làm sao sẽ quên mất. Lúc trước đỗ thiếu phủ diệt giết cổ dục sau. Chính là lão giả này tối hậu muốn muốn xuống tay với đỗ thiếu phủ. Tối hậu bị cổ thiên tông cổ thanh dương chạy tới, do đó kinh sợ không dám tái cử động đạn. Thời khắc này nhìn thấy lão giả này, nhìn kia lão giả khí tức trên người chỉ là võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong mà thôi làm cho đỗ thiếu phủ trong lòng bôi qua hàn ý hiện tại muốn giết này nhân tuyệt đối không phải là việc khó thất tinh điện kiều phong khiêu chiến quang minh thần đình quang minh thần đình dám đoạt thất tinh điện địa phương lẽ nào cũng chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh không được làm cho cả trung châu trước mặt thậm chí ngay cả khiêu chiến cũng không dám sao xem ra quang minh thần đình không gì hơn cái này đỗ thiếu phủ thanh âm đạm mạc sen lẫn huyền khí, vang vọng cả cái sơn mạch. Đối với lão giả trước mắt, đỗ thiếu phủ tuy rằng muốn diệt chi, để lúc trước mối thù. Chỉ là thời khắc này tự biết không phải đưa thích hợp động thủ thời gian. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương chờ thất tinh điện đệ tử, dừng lại sau lưng đỗ thiếu phủ. Mắt nhìn trước mắt thiếu điện chủ, sau đầu tóc đen hưu hưu, khí thế bá đạo ngạo nghễ đối mặt thời khắc này quang minh thần đình vẫn là không sợ không sợ từng cái một trong lòng vì đó hiện lên lên ba động sơn phong sau bên trong dãy núi vô số ánh mắt khí tức quét tới toàn bộ hội tụ tại sơn phong trên kia sen lẫn huyền khí thanh âm đủ để cho sơn mạch nội vô số người nghe rõ rõ ràng ràng tiểu tử ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến đã cho ta quang minh thần đình lão giả cười lạnh thanh âm mang hàn ý chỉ là lời của lão giả này âm còn chưa rơi xuống. Đỗ thiếu phủ trực tiếp cắt đứt lời của lão giả này. Ánh mắt nhìn thẳng một thân trong đám một cái thất tần hình dạng. Mặc tử sắc áo bào rộng lão giả thanh âm vẫn là sen lẫn huyền khí, nói. Quang minh thần đình có võ tôn tồn tại, lẽ nào cũng không dám ứng chiến không được. Quang minh thần đình trẻ tuổi không người dám ứng chiến. Nguyện ý như là bọn chuột nhát bọc mủ giống nhau ẩn núp, vậy xuất cái võ tôn tới trực tiếp đem ta đuổi đi không được sao sao mẫn dậy hùng hồn lực lượng nguyên thần hạ đỗ thiếu phủ không khó cảm giác được quang minh thần đình bên trong thời khắc này kia tử sắc áo bào rộng lão già chính là duy nhất một cái võ tôn cảnh cường già võ tôn đó là vượt qua võ hoàng cảnh tồn tại kia cường già cả trung châu tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống quần sơn bên trong tất cả xôn xao kia thất tinh điện khí hoàng kiều phong chẳng lẽ là muốn khiêu chiến quang minh thần đình võ tôn cường giả sao khí hoàng kiều phong không tầm thường bất quá sợ là cũng vô pháp khiêu chiến võ tôn cảnh cường giả đi quang minh thần đình võ tôn sợ là sẽ không xuất thủ coi như là xuất thủ thắng cái này cũng không quang thải a à. xem ra quang minh thần đình cùng thất tinh điện này lương đã kết sơn phong bốn phía xì xào bàn tán thất tinh điện cùng quang minh thần đình lương đủ để gây nên mọi người hứng thú bất quá cũng có người trong lòng minh bạch khí hoàng kiều phong dù sao cũng là trẻ tuổi quang minh thần đình hạ mình thân phận siêu nhiên coi như là xuất thủ đánh bại khí hoàng kiều phong đó cũng là không quang thải chỉ cần động thủ chính là ngồi vững già bắt nạt trẻ trái lại liền nhượng quang minh thần đình bộ mặt không còn sót lại chút gì kia thất tinh điện kiều phong nhưng thật ra thông minh quang minh thần đình kia võ tôn sợ là không dám ra tay, xem ra đồn đãi không sai, lúc này đây thất tinh điện bên trong. Đích thật là ra một cái khó dây dưa chủ. Thứ 9 tòa đỉnh núi bên trên, sổ trăm thân ảnh quan sát thứ 10 phong. Một cái thanh thanh tú tuyệt luân nữ tử minh mâu nhìn phía trước, lộ ra nụ cười thản nhiên. Chu tiết sư tỷ người nói này thất tinh điện kiều phong lợi hại. Vẫn là quang minh thần đình trình thắng nam lợi hại xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử bên cạnh có một cái tử bào thanh niên. Cũng là rất là tò mò hỏi. Phía trên ngọn núi này đội hình tới tự huyền phù môn, tam tông tam môn chi nhất. Kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nam nữ chu tuyết. Thầy khắc này nàng đã huyền phù môn trưởng môn nghĩa nữ. Huyền phù môn trưởng môn một đời không lấy, dưới gối không con con nối dõi. Bởi vậy chu tuyết tại huyền phù môn địa vị càng cao, cộng thêm thức tỉnh linh căn tu vi sớm đã là ngạo thị huyền phù môn cùng thế hệ. Quang Minh thần đình trình thắng nam chiếm được Quang Minh lão tổ truyền thừa. Thực lực tự nhiên rất mạnh nhưng này kiều phong đồn đãi võ đạo phù đạo song tu. Thất tinh điện trong đại hội đã sớm chu diệt qua võ hoàng cảnh. Tuyệt đối không phải người yếu. Chu tuyết nói nhỏ, ánh mắt nhìn phía trước sơn phong, thì thào nói nhỏ. Lúc này đây thiên kiêu tranh bá biết, nhân vương đông đảo, có nhân hoàng hoành không? cường giả vô số, nếu là hắn tại, tất nhiên có thể nở rộ quang hoa. Cùng chung châu cùng thế hệ quyết tranh hơn thua. Chu tuyết sư tỷ ngươi đang nói gì đấy? Nghe chu tuyết nhẹ giọng tự nói, tử bào nam tử hỏi. Tử bào thanh niên quách minh, tuy rằng thiên phú không bằng chu tuyết. Này chút năm tại huyền phù môn còn có chu tuyết chiếu cố hạ tu vi tiến bộ cự đại. Tại cả cái huyền phù môn cùng thế hệ chung, tuyệt đối là thanh danh hiển hách. Ta không nói gì, phong ấn cổ địa còn chưa mở ra, xem trước một chút náo nhiệt cũng không sai. Chu tiết doanh danh cười, động nhân hết sức. Đôi mắt đẹp tiếp tục rơi vào thứ 10 phong phía trên. Kia kiều phong nhưng thật ra giảo hoạt cơ linh. Quang minh thần đình kia nhâm lôi tôn giả sợ là kéo không dưới nét mặt già nua xuất thủ. Thứ sáu trên đỉnh núi, minh trạch trưởng lão mỉm cười, ánh mắt có chút chú ý nhìn thứ 10 phong. Quang minh thần đình cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cổ thanh dương trưởng lão nói, nhắc tới quang minh thần đình, trong lòng cũng có chút khó chịu. Lúc trước bảo bối của hắn đệ tử thế nhưng từng kinh bị quang minh thần đình người vây giết qua. Đối với quang minh thần đình thế nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Tiểu tử, không cần tại bản tôn trước mặt thành miệng lưỡi cực nhanh. Vốn không muốn cùng ngươi tiểu bối không chấp nhạt. Dĩ nhiên chính ngươi muốn dây dưa không ngớt, vậy thành toàn ngươi đã khỏe kia tử sắc áo bào rộng lão giả chính lúc này đây quang minh thần đình trung tới hộ tống đệ tử chân chính tôn cấp cường giả nhàn nhạt liếc đỗ thiếu phủ trong thanh âm căn bản cũng không có hiện lên lên ba động đạm mạc trung mang nhàn nhạt lãnh ý sau đó nhìn phía sau kia bất phàm mấy cái thanh niên cùng quất hồng y nữ tử nói các ngươi ai đi đem người giải quyết rồi chứ trưởng lão ta đi giáo huấn một chút vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử theo lời của lão già âm hạ xuống vô số cái nổi tiếng thanh niên chung ngay quất hồng y cô gái bên cạnh một cái hoa phục thanh niên mang một chút ngạo nghễ tư thái đi ra thanh niên này khoác trên người một món màu xám cho nhạt áo choàng bên trên theo lôi điện hoa văn lấp lóe quang hoa giống như vật thật thanh niên này không tầm thường khí chất phi phàm trên người khí tức hùng hồn thiệu huy vậy thì do ngươi đi đi chớ mất ta quang minh thần đình bộ mặt nếu là thắng lợi ta sẽ ký ngươi một công quang minh thần đình chung người tôn giả kia đối với được kêu là làm thiệu huy thanh niên nói tự hồ đối với thực lực đó có chút có lòng tin đa tạ trưởng lão nghe vậy thiệu huy vui vẻ có thể nhâm lôi trưởng lão lọt mắt xanh đây chính là một phen cơ duyên thoại âm rơi xuống thiệu huy ở trong đám người đi ra khí tức từ từ ba động Ánh mắt nhìn thẳng Đỗ thiếu phủ, xem ra Quang Minh thần đình cuối cùng là có người dám đi ra ứng chiến. Bất quá một trận chiến này, vậy thêm chút tiền đặt cược đi, nếu là ta thua. Thất Tinh điện vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lấy này phong. Từ nay về sau nhìn thấy Quang Minh thần đình đệ tử tự hành núp. Chương 859, 864, một kích không chịu nổi. Chương 864, một kích không chịu nổi. Đỗ Thiếu phủ trong ánh mắt mang nụ cười thản nhiên, ánh mắt chỉ là liếc kia Thiệu Huy một cái. Sau đó xem cũng không có nhìn thêm, nhìn thẳng người Tôn giả kia. Thanh âm vẫn là vang vọng quần sơn, lớn tiếng nói, nhưng nếu là Quang Minh Thần Đình thua, liền cấp ta thất tinh điện nhường đường, này thứ 10 phong phía trên. Cũng không phải Quang Minh Thần Đình có thể đi lên. Nguyên lai Thiếu điện chủ đánh chủ ý này, còn tưởng rằng muốn liều mạng đây. Đỗ thiếu phủ phía sau, Vân Tử Cầm trưởng lão ám tự thở ra một cái. Lập tức trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngay từ đầu Vân Tử Cầm trưởng lão còn tưởng rằng này thiếu điện chủ cũng là trẻ tuổi nóng tính, muốn tìm tôn cấp cường giả xuất thủ đây. Lúc này xem, Vân Tử Cầm trưởng lão mới biết được. Trước mắt này thiếu điện chủ sớm liền trong lòng đánh hảo chú ý. Vừa mở miệng cũng đã nhượng Quang Minh thần đình không thể không bị dắt đi cũng không chỉ là hung tàn cường hãn này tâm trí càng bất phàm khó trách điện chủ đồn đãi lúc này đây phong ấn cổ địa bên trong mọi người phải nghe theo vị này thiếu điện chủ an bài này thiếu điện chủ thật đúng là giảo hoạt a à. thầy khác này vân báo trưởng lão diệu tinh trưởng lão đám người làm sao còn không nhìn ra đỗ thiếu phủ trong lòng tính toán từng cái một ám tự đề cử than lâm vi kỳ đồng lý điêu chờ thất tinh điện có thể trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ánh mắt ám tự nhìn nhau trong lòng tự nhiên minh bạch mọi người đoán không sai đỗ thiếu phủ ngay từ đầu tự nhiên cũng là đánh như vậy chủ ý tuy rằng đỗ thiếu phủ tự biết thực lực của chính mình gần nhất tăng mạnh muốn nói cùng chân chính tôn cấp cường giả giao thủ đỗ thiếu phủ cũng sẽ không tự đại đến trình độ như vậy đỗ thiếu phủ trong lòng rất rõ ràng chỉ cần tôn cấp cường giả không ra tay cho dù là đối mặt võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, bản thân cũng không thấy liền bại. Si cho cùng long khôi lỗi tại phong ấn cổ địa bên trong không thể vận dụng. Này thế nhưng thần lôi sơn mạch bản thân còn có thể vận dụng long khôi lỗi. Chỉ là thời khắc này nghe đỗ thiếu phủ kia quang minh thần đình thiệu huy ngẩn ra. Tuy rằng căn bản không sợ trước mắt kia kiều phong nhưng là vô pháp làm chủ. Cước bộ hơi đình trệ ánh mắt nhìn về nhâm lôi tôn giả mà đi. Nhâm lôi tôn giả nét mặt già nua bình tĩnh. Trong mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút xâm lãnh sắc ba động đối với thiệu huy gật đầu. Tự hồ là tại gia hiệu cái gì? Nhìn thấy nhâm lôi trưởng lão gật đầu thiệu huy trong mắt xẹt qua một tia hàn ý tàn nhẫn sắc. Đối với nhâm lôi tôn giả gật đầu sau cước bộ nhất thời ngang nhảy qua mà ra. Quất hồng y cao sóng to động nhân nữ tử nhìn kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trong con ngươi bôi qua chút vẻ hơi nghi hoặc lông mày hơi khẽ nhíu muốn động thủ sao khí hoàng kiều phong đối chiến quang minh thần đình thiệu huy nghe nói kia thiệu huy thế nhưng quang minh thần đình số một số hai cường giả nhân vương thiên tư đã sớm đặt chân võ hoàng ta nghe nga nếu không phải là trình thắng nam chiếm được quang minh lão tổ truyền thừa này thiệu huy vô cùng có khả năng chính là quang minh thần đình trẻ tuổi người cầm lái đây theo quang minh thần đình ứng chiến bốn phía quần sơn trung đang đợi phong ấn cổ địa mở ra mọi người nhất thời liền trở nên huyên náo bốc lửa con kiến trong đám người thậm chí là truyền ra không ít khàn cả giọng tiếng hoan hô tiểu tử giả thần giả quỷ ta hôm nay thành toàn ngươi ngươi nếu có thể thắng ta vậy liền này thứ mười phong tặng cho ngươi thì như thế nào chẳng qua ngươi nhưng là vĩnh viễn không có cơ hội này ngươi sẽ hối hận hôm nay gặp gỡ ta thiệu huy vẻ mặt âm trầm đi hướng đỗ thiếu phủ tối hậu đứng ở đỗ thiếu phủ trước người sổ trượng ở ngoài nói ta có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ đối với ta dập đầu ba cái ta ngược lại thật ra có thể phóng quá ngươi nhìn trước người thiệu huy đỗ thiếu phủ dưới mặt nạ xong đồng nụ cười nhạt nhòa rồi cười trong lúc vui vẻ nhưng là khiến người ta trong lòng có chút phát lại nhạt nhạt nói nửa ngày mới dám đi lên ứng chiến quang minh thần đình đệ tử xem ra đều là một đám bọn chuột nhát chỉ biết sủa vài câu cậy thế mà thôi tiểu tử hôm nay ta muốn ngươi chết nghe đỗ thiếu phủ thiệu huy sắc mặt nhất thời nổi lên nồng nặc sâm đối phương đúng là không chút nào đưa hắn không coi vào đâu tại quang minh thần đình bên trong hắn vốn là cùng thế hệ chung số một số hai tồn tại luôn luôn cũng có thể bắt được số một số hai tài nguyên tu luyện nhưng là bây giờ nguyên bản tới tự một cái tiểu quốc trình thắng nam không chỉ có là chiếm được quang minh lão tổ truyền thừa thu được cùng thế hệ trung độc nhất vô nhị địa vị còn đoạn hạ nguyên bản thuộc về việc tu luyện của bọn họ tài nguyên cộng thêm hiện tại trình thắng nam cùng đại luân giáo thánh tử đính hôn trở thành hiện tại trung châu cùng thế hệ chú mục chính là tồn tại hắn thiệu huy tại thần đình bên trong cũng muốn nơi trốn bị áp chế tâm lý này biến đổi nhượng hắn khó mà tiếp thu mà hôm nay chỉ cần đánh bại trước mắt này kiều phong có thể nhượng hắn làm cho cả trung châu trước mặt đại phóng dị thải đến lúc đó trở lại thần đình trung tuy rằng vô pháp phản đoạt trình thắng nam địa vị nhưng ít ra cũng sẽ địa vị lần nữa tăng mạnh chỉ là thời khắc này kia trước mắt kiều phong dĩ nhiên hoàn toàn không có đưa hắn không coi vào đâu thiệu huy trong tròng mắt có sát ý dũng xuất tại kéo lên Người sợ là không có thực lực đó. Nhìn kia Thiệu Huy sát ý ánh mắt, Đỗ Thiếu phủ trong ánh mắt mang một tia dáng tê cười. Hiển coi thường trêu tức. Nhìn Đỗ Thiếu phủ kia coi thường ánh mắt đùa cợt, Thiệu Huy nhãn thần càng thêm sâm nồng nặc lên, hung lệ chi khí dũng động. Một cỗ huyền khí còn như tia sáng chói mắt theo thể nội bạo dũng xuất, quang mang chói mắt. Dường như lốc xoáy bão táp phóng lên trời. Ầm này một cỗ khí tức mạnh, trực tiếp vượt qua vượt qua võ vương cảnh. Đặt chân võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong, ở gần nhất võ hoàng cảnh huyền diệu. Đáng sợ khí tức tịch quyền, trong lúc mơ hồ mang lôi điện khí tức. Chỉ là hơi thở này mạnh, cũng đủ để cùng võ hoàng cảnh huyền diệu trực tiếp đối kháng. Thiệu huy thân là nhân vương thiên tư, lá bài tẩy không ít thiên phú cường hãn. Ngoại giới võ hoàng cảnh huyền diệu tu vi đích thật là vô pháp từ trong tay của hắn đạt được bất kỳ tiện nghi thật mạnh khí tức cảm thụ được thời khắc này thiệu huy trên người không hề che giấu khí tức bốn phía sơn phong trên cùng trong quần sơn truyền ra không ít kinh hô thanh âm này thiệu huy đích thật là bất phàm cũng có người vi quang minh thần đình chấn động lúc này đây quang minh thần đình bên trong thật đúng là ra không ít bất phàm đệ tử quang minh thần đình không ít cường giả cảm giác lúc này thiệu huy khí tức trên người nghe trong quần sơn tiếng thán phục cũng là mắt lộ ra vui vẻ. khinh thường phủi liếc đỗ thiếu phủ. Sơn phong trên, thời khắc này lâm vi kỳ, đồng lý điêu, tôn nhương. Thạch đầu đợi được thời gian trên khuôn mặt hoàn toàn không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại là đối với kia thiệu huy lộ ra một tia không có hảo ý dáng tê cười. Bọn họ thế nhưng đều biết thiếu điện chủ thực lực. Trước mắt kia võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong, căn bản không đáng giá nhắc tới võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong sao? Đỗ thiếu phủ nhìn thời khắc này huyền khí phong bạo ngập trời. Mang nhạt nhạt lôi quang đỗ thiếu phủ thiệu huy, ánh mắt hơi hư mị. Tiểu tử, hôm nay ngươi chú định hối hận. Thiệu huy nhìn đỗ thiếu phủ, xâm lãnh ý nồng nặc. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy hung ác dữ tợn. Oanh, thoại âm rơi xuống, thiệu huy khí thế treo tới đỉnh phong. Làm cho cả cái không gian cùng sơn phong lung lay run dày kịch liệt, mặt đất dạn nớt ầm ầm tại đây đáng sợ khí tức sát dẫn hạ bầu trời đột nhiên hắc vân trận trận tiếng sấm ầm ầm vang vọng gai bạc lấp lóe điện xa tại hắc vân bên trong mặc toa suy ngắn ngủi sát na theo khí thế trèo tới đỉnh phong thiệu huy dưới chân có điện quang lấp lóe phù văn dũng động sau đó thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp hư không tiêu thất rồi không thấy ngay thiệu huy thân ảnh biến mất thời điểm đỗ thiếu phủ dưới mặt nạ ánh mắt hơi trầm xuống nguyên bản tử viêm tinh huy ba động trong hai con ngươi, chậm rãi trào bên trên hàn ý độ cong. Cước bộ nhẹ nhàng hướng bên trái bước ra một bước. Suy lạp, hầu như cũng ngay lúc đó, ngày vừa mới đỗ thiếu phủ làm đặt chân chi địa. Nhất đạo lôi quang chỉ ấn đâm xuyên không lướt ra, có thể đem không gian sinh sinh phá hủy. Chỉ là đỗ thiếu phủ đã tiêu thất ở trong đó. Thiệu huy thân ảnh lập tức ở đó lôi điện lấp lóe trung phù không mà ra. Quá chậm, đỗ thiếu phủ nhìn thiệu huy từ tốn nói giọng nói vẫn như cũ khinh thường coi thường ánh mắt ngậm lấy nhàn nhạt độ cong nghe đỗ thiếu phủ vẫn là vậy coi thường khinh thường ngữ điệu cùng xem thường ánh mắt thiệu huy sắc mặt càng phát ra âm u trong mắt sát ý dũng động khí tức ba động không gian xung quanh hiện lên gỡ mìn điện ba động chậm sao người bị lừa mà thôi hiện tại đi tìm chết đi Thiệu Huy cười lạnh, vui vẻ hàn ý giặt rào, thủ ấn ngưng kết trên không sấm vang chấp giật. Hạo hãn khí thế làm cho chu vi người xem run dày kịch liệt, sau đó bốn phía không gian. Bốn phương tám hướng chung từng cỗ một lôi đình lăng không mà ra. Bỗng nhiên đem đỗ thiếu phủ bốn phía không gian bao quanh động lại. Một cỗ bá đạo hủy diệt lôi điện khí tức khiến người ta nhìn run sợ. Lôi diệt cháo, thiệu huy trầm quát cười lạnh không ngớt thủ ấn ngưng kết quay lại tại đỗ thiếu phủ bốn phía lôi đình trung dắt dẫn một chút cũng không có sổ thiểm điện. Giống như là muốn đem hết thầy phá hủy. Kia lôi điện uy năng lan tràn, làm cho bốn phía ánh mắt vô không run dày kịch liệt. Lôi diệt cháo, này thiệu huy tiệt chiêu. Quang minh thần đình bên trong cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, này thiệu huy muốn nhất chiêu liền diệt giết đối thủ tới kết thúc đây hết. Thầy, tới vang vọng trung châu thời khắc này cảm giác được kia đáng sợ lôi uy ngay cả nguyên bản không vì đỗ thiếu phủ lo lắng lâm vi kỳ cùng đông lý điêu thạch đầu đám người cũng không chịu đựng ánh mắt ngưng trọng mà giờ khắc này bốn phía sấm chớp chỉ là nhượng đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu mắt nhìn kia lôi điện tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực theo bốn phương tám hướng lướt tới đỗ thiếu phủ cười nhạt hơi phất tay run lên căn bản cũng không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ xì xì xì, bốn phương tám hướng đáng sợ lôi điện nhất thời bắn ra bốn phía. Giữa không trung run dày vặn vẹo, kinh khủng lôi điện năng lượng chấn động sơn phong không gian run dày kịch liệt. Toàn bộ chút xuống rồi đỗ thiếu phủ trên người, không đỡ nổi một đòn. Giờ khắc này, thiệu huy cười lạnh, kia kiều phong không gì hơn cái này. Nghe nói qua một chút đồn đãi, này đồn đãi có lầm, này nhân chỉ là không đỡ nổi một đòn mà thôi chương 860, 865, Thanh Dương nhúng tay. chương 865, Thanh Dương nhúng tay. Tại hắn lôi diệt cháo bên trong, thời khắc này còn bị trực tiếp chút xuống, chắc chắn phải chết. Này lúc hết thầy quang minh thần đình cường giả, toàn bộ đều là tại lộ ra cười lạnh. Trên ngọn núi không gian, hóa thành vô số lôi điện lấp lóe Giống như theo bốn phương tám hướng tụ đến. Tối hậu trồng chất thành một cái chói mắt khiến người ta run sợ lôi cầu lôi cầu bốn phía vô số lôi xà, sau đó từ từ thu liễm. Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Tối hậu kia đáng sợ lôi điện dĩ nhiên có rút lại không thấy. Một đạo tử sắc nhuyễn giáp thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Kia lôi xà thiểm điện toàn bộ chui vào kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên thể nội bên trong. Không thấy, không có mang lên bất kỳ một tia phản ứng. Như đá ném vào biển rộng, vô thanh vô tức tiêu thất này một chốc đỗ thiếu phủ dưới mặt nạ trong hai con ngươi một đạo sát ý dũng xuất ngay lúc điện mang co rút lại chung hết thảy nói rất dài dòng trên thực tế chỉ là ngắn ngủn sát na thủ ấn ngưng kết đỗ thiếu phủ một quyền trực tiếp ngưng tụ nắm đấm bao quanh tử sắc hỏa viêm thần ảnh phiêu hốt như thần quỷ dị khó lường nhanh như bôn lôi trực tiếp rơi vào ngay trước người không xa thiệu huy trong ngực oanh này đơn giản một quyền, trong lúc giơ tay nhấc chân một quyền. Nhưng là trực tiếp xuyên qua Thiệu Huy phòng ngự, còn như tử sắc lôi đình hạ xuống. Nắm đấm theo Thiệu Huy trong ngực trước xuyên thủng mà vào. Sau đó trong ngực sau xuyên thủng một cái lỗ máu. Trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị nổ nát thành máu thịt be bét một mảnh mảnh vỡ. Huyết vụ, vào giờ khắc này, Thiệu Huy trong mắt song đồng, đình trệ tại một loại co rút nhanh hoảng sợ sau đó hết thảy đều yên tĩnh lại. Cả cái sơn phong bốn phía thời gian, vào thời khắc này còn như thời gian đình chỉ. Phanh phanh, thiệu huy thân thể, sau đó trực tiếp tạc toái, chết không thể chết lại. Một quyền đã bị đỗ thiếu phủ nổ nát thành huyết vụ mảnh vụn. Một cái võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong nhân vương. Bị kia khí hoàng kiều phong giơ tay nhấc chân một quyền nổ nát thành huyết vụ. Sơn phong bốn phía lặng yên không một tiếng động, vô số ánh mắt run dày kịch liệt. Không ít người vì đó run rẩy, có hàn ý theo trong xương cốt lan tràn mà ra. Bốn phía theo dõi mà đến vô số mịt mờ khí tức, bỗng nhiên hiện lên lên ba động. Này Kiều Phong, quả không tầm thường, một con hắc mã a. Xung quanh liền làm sơn phong trên có mịt mờ khí tức ba động, có nhân thầm than lên tiếng. Thấy không, kia Quang Minh Thần Đình Thiệu Huy, nhất chiêu đã bị giết trong nháy mắt. Thật là đáng sợ, Kiều Phong nhất chiêu miểu sát Quang Minh Thần Đình Thiệu Huy ngắn ngủn chấn kinh run dày sau. Quần sơn bên trong từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng. Thời khắc này, vân báo trưởng lão. Diệu tinh trưởng lão chờ cũng là chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là bọn họ không nghĩ tới, quang minh thần đình kia bất phàm thanh niên. Võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên tối hậu sẽ bị thiếu điện chủ nhất chiêu tiêu diệt tại chỗ. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Dụ Bách chờ thất tinh điện đệ tử. Giờ khắc này ở chấn kinh sau, sau đó nhìn nhau, cái cuối cùng cái nhiệt huyết sôi trào. Đây là quang minh thần đình trẻ tuổi sau, không đỡ nổi một đòn, nhỏ yếu như con kiến hôi. Đỗ thiếu phủ khí tức từ từ thu liễm, trong miệng ngôn ngữ nhạt nhạt nói ra. Cho dù là đang đột phá trước, đỗ thiếu phủ đối phó này võ hoàng cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi cũng là không khó huống chi bây giờ còn là đột phá võ hoàng cảnh cùng thất tinh linh phù sư tầng thứ sau quang minh thần đình kia lôi điện uy năng càng thêm đối với đỗ thiếu phủ chút nào vô tác dụng nghe kia nhàn nhạt ngôn ngữ truyền ra quần sơn khí tức ba động quang minh thần đình không đỡ nổi một đòn cút xuống đi từng cái một thất tinh điện đệ tử tựa như là rót vào nhất châm thuốc kích thích thiếu điện chủ nhất chiêu miểu sát kia quang minh thần đình thiệu huy đã triệt để để cho bọn họ sôi cháo. Từng cái một đệ tử nhìn thời khắc này kia tóc đen phất động, bá đạo ngạo nghễ thiếu điện chủ. Đối mặt quang minh thần đình tôn cấp cường giả không sợ hãi, không lùi nửa phần. Cường thế tiêu diệt quang minh thần đình thiệu huy vi thất tinh điện đòi lại bộ mặt. Khí phách như thế gan dạ sáng suốt còn có tâm trí. Triệt để chinh phục bọn họ đều là mang ngạo nghễ tính tình. Này khí hoàng kiều phong, cái khó dây dưa nhân vật thứ sáu trên đỉnh núi, Hằng Linh nhìn thứ mười trên đỉnh núi, có góc có cạnh trên mặt. Ánh mắt khẽ động, Kiều Phong, thứ chín trên đỉnh núi, Lý Tiết ánh mắt trung dũng xuất có chút quang hoa. Khí Hoàng Kiều Phong, Đệ Tam Phong, Đông Ly Xích Hoàng quan sát thứ mười phong, trong ánh mắt nhìn không thấy ba động. Mà giờ khắc này, thứ mười trên đỉnh núi, Quang Minh thần đình đệ tử cùng cường giả. Không khỏi là sắc mặt khó coi một chút đệ tử chấn kinh ngây dại, bọn họ chưa từng nghĩ đến. Thần đình bên trong trẻ tuổi số một số hai thiệu huy. Thời khắc này dĩ nhiên trực tiếp bị kia kiều phong nhất chiêu bắn cho bạo rồi. Quất hồng sắc cao gầy động nhân nữ tử trong con ngươi, thời khắc này nổi lên ba động. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trên người. Tiểu tử, người muốn chết. Ngắn ngủn chấn kinh sau, quang minh thần đình trong đội hình không ít lão giả đại hán nhất thời hét lớn, từng cỗ một khí tức bỗng nhiên dũng động. Quang minh thần đình không thua nổi sao? Này cùng lúc, diệu tinh trưởng lão, vân báo trưởng lão, thúy phù trưởng lão. Dẫn tầm lãng trưởng lão chờ thất tinh điện cường già cũng gấp ra tốc lướt ra. Cùng với đồng thời, quang minh thần đình trung kia nhâm lôi tôn giả sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Có hàn ý tự trong tròng mắt lan tràn. Hậu sinh, khiêu chiến luận bàn bàn không sai ta quang minh thần đình chưa từng không thua nổi nhưng ngươi như vậy hạ sát thủ ỉ vào thực lực mạnh bên trên một tia giống như này thủ đoạn độc ác hôm nay không thể tha cho ngươi sắc mặt âm u nhâm lôi tôn giả thoại âm rơi xuống trong mắt sát ý bôi qua khí tức dũng động động lại không gian nhâm lôi tôn giả phảng phất cùng thiên địa tương dung có một loại khí thôn sơn hà khí khái làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận nhượng mọi người khiếp sợ tâm thần tập trung cao độ suy lạp nhâm lôi tôn giả bỗng nhiên liền xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước người hắn muốn tiêu diệt cái này gọi là kiều phong niên kỷ nhỏ nhân nếu không sau này đủ để trở thành quang minh thần đình đại họa tâm phúc dù sao quang minh thần đình bây giờ cùng thất tinh điện lương đã kết làm này kiều phong thật sự là vô cùng cường hãn phải có trừ ngao o o Lòng ngâm thanh kinh thiên, đỗ thiếu phủ trước người, ngay nhâm lôi tôn giả xuất hiện nháy mắt. Đỗ thiếu phủ trước người long khôi lỗi lướt ra. Hạo đẳng khí thế dũng động, long khôi lỗi giống như vật sống, kim loại xâm khí tức dũng động. Phù trận phù văn lướt ra, tịch quyển mà ra. Thật mạnh khôi lỗi. Nhâm lôi tôn giả sắc mặt hơi biến hóa, hắn cảm thấy kia long khôi lỗi bất phàm. Một đạo thủ ấn hạ xuống, có một cỗ đáng sợ lôi đình theo giữa không trung hạ xuống lôi quang lấp lóe trực tiếp bao trùm kia long khôi lỗi ầm ầm lôi quang vặn vẹo thương khung rung động tứ phương ở đó khí thế đáng sợ kích đãng chung sau đó uy áp hiển hách long khôi lỗi trực tiếp vỡ vụn thành sổ mười đoạn đạp đạp đỗ thiếu phủ nhân cơ hội lui về phía sau dưới mặt nạ ánh mắt chấn kinh lần đầu tiên đối với tôn cấp cường giả thực lực có rồi ngay mặt nhận thức thú hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong long khôi lỗi Đủ để chính diện đối kháng võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi. Lúc này ở đó tôn giả trước mặt nhưng là nhất chiêu bị phá hủy. Đây là tôn cấp cường giả thực lực sao? Đỗ thiếu phủ trong lòng trầm ngâm, rất là khiếp sợ. Tôn cấp cường giả thực lực, so lên trong tưởng tượng càng ngang tàng đáng sợ. Tiểu Tinh Tinh tại Đỗ thiếu phủ trong ngực lần thứ hai thò đầu ra tới. Kim sắc song đồng mắt nhìn kia nhâm lôi tôn giả, nhất thời nói với Đỗ thiếu phủ: "Cha, cái này phiền toái, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Sợ là không địa phương trốn. Đỗ thiếu phủ cười khổ, tôn cấp cường giả quá mạnh mẽ. Sợ là thật đúng là không địa phương có thể trốn, trốn không thoát. Tiểu tử, chết đi. Nhâm lôi tôn giả lần thứ hai xuất thủ, thân ảnh trực tiếp xuyên qua không gian. Một đạo thủ ấn dắt dẫn lôi điện, che khuất bầu trời. Trực tiếp bao phủ đỗ thiếu phủ đè ép mà tới đáng sợ trưởng ấn hạ xuống, vặn vẹo sơn phong không gian. Kia to lớn đáng sợ khí tức đè ép hạ, chấn áp hết thảy. Làm cho đỗ thiếu phủ cảm thấy nguy hiểm cực lớn, khó mà đối kháng. Tôn cấp cường giả thực lực quá mức cường hoành, vượt qua võ hoàng cảnh nhiều lắm. Đó là cách biệt một trời. Quang minh thần đình không thua nổi coi như, còn già bắt nạt trẻ, thật là không biết xấu hổ. Vào thời khắc này, một đạo có chút thân ảnh già nua vang tận mây xanh một đạo hư ảo kiếm quang theo giữa không trung bay vút không gian. Trực tiếp rơi vào nhâm lôi tôn giả trưởng ấn bên trên. Hư ảo kiếm quang xuyên thủng trưởng ấn, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trực tiếp đem trưởng ấn cắt vỡ, hóa thành một mảnh vỡ vụn phù văn. Đem nhâm lôi tôn giả xinh xinh bức lui. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở thứ 10 phong phía trên, bạch sắc làm báo. Bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán tới người thân hình thanh gầy thon dài, thất tần hình dạng. Sau vai trên lưng bối một thanh cổ kiếm, bạch sắc tròm dâu phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt. Như tiên nhân lâm thế. Theo lão giả này xuất hiện, không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo. Phẳng phất lão giả này nhất cử nhất động, đều có thể trưởng khống vùng thế giới này. Nhượng vùng thế giới này không gian vì đó nhộn nhạo. Tự có một cỗ uy thế kinh khủng, từ này lão giả thể nội mơ hồ lan tràn làm cho bốn phía thân thể dùng mình nhâm lôi tôn giả thân ảnh lui ra phía sau nhìn trước người lão giả áo bào trắng nhất thời sắc mặt khó coi ánh mắt bắt đầu kiêng kỵ sư phụ ổn định thân thể đỗ thiếu phủ trong lòng trầm ngâm thời khắc này bỗng nhiên ánh mắt run lên này tới lão giả áo bào trắng không phải người khác chính cổ thiên tông bên trên sư phụ cổ thanh dương thời khắc này nhìn thấy sư phụ liền trước mắt đỗ thiếu phủ kém chút liền muốn tiến lên cổ trưởng lão, người cổ thiên tông có ý gì? Nhâm lôi tôn giả nhìn cổ thanh dương, rất là khó coi, khóe mắt ánh mắt co giật. Ta cổ thiên tông không có ý gì? Chỉ là ta xem không quen ngươi quang minh thần đình không biết xấu hổ mà thôi. Cổ thanh dương trưởng lão nói, chỉ là này vừa mở miệng. Nhưng là kia tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất nhất thời hoàn toàn không có. Trong miệng hai cái răng cửa nhô ra, đang khi nói chuyện còn không thời gian phun nước bọt khiến người ta tại là có chút nín cười bất tuấn